Toàn dân Hokage bắt đầu rút đến sông Kamui chương 46, thân phận biến hóa. Có ít người, một ngày không thấy thân phận lại khác biệt, mà Tô Bạch là một tuần lễ. Lúc này hắn đi ở sân trường bên trong bên người nam nam nữ nữ đồng học vây quanh một đoàn, có hắn lớp, có ban khác cấp, thậm chí còn có cao nhất lớp 11 học đệ học muội nhóm. Mỗi một cái đồng học đều đúng Tô Bạch sùng bái vô cùng. Qua, là Tô Bạch. Tô Bạch Tô Bạch, nhanh cho ta ký tên chật chật nghĩ không ra sân trường giải thi đấu hạng nhất mảnh nhân đúng là bạn học của ta đúng vậy a à, tô bạch cùng tình tuyết trên lôi đài quá đẹp rồi quá khóc. hì hì ta lúc nào mới có thể trở thành niêm gia nha người trước mặt thật sự là nhiều lắm tô bạch bất đắc dĩ chỉ có thể từng cái thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn tại trên quần áo cho đám người ký tên ta quyết định bộ y phục này ta về sau vĩnh viễn không tẩy ta phải thật tốt bảo tồn ta cũng vậy ta cũng có thể cùng người khác hít hà hai cái đồng học sờ lấy mình đồng phục hài lòng đi nơi xa vương cường cùng mấy cái tiểu đệ xa xa nhìn qua tô bạch chưa từng có đi cường ca ngươi thật muốn như vậy làm đây chính là rất mất mặt a à? đúng a à cường ca ta nhìn tô bạch cũng không có ghi hận ngươi hắn sớm đã đem sự kiện kia quên đi vương cường nghe hai cái tiểu đệ phát biểu yên lặng nhìn bọn hắn một chút hắn quên nhưng ta không có quên nói xong chờ lấy người tán không sai biệt lắm hắn đi hướng tô bạch ta dựa vào tô bạch ngươi có phải hay không ăn đại rikimaru mạnh như vậy lâm hổ dùng hắn bàn tay lớn hung hăng đập tô bạch bả vai một cái trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi sân trường giải thi đấu quán quân a cái này đối với hắn mà nói liền là lại cố gắng mười đời cũng phải không đến vinh dự nhưng mình cái này huynh đệ đơn giản giống đổi một người đột nhiên một nhóm Sân trường giải thi đấu làm toàn bộ dương thành trường học chiến, không nhìn học sinh thiếu chi lại ít, Lâm Hổ ngày đó một trận đấu cũng không rơi xuống, toàn bộ xem hết. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy huynh đệ của mình ra sân lúc lập tức xa ta. Xoa nhẹ nhiều lần con mắt xác định mình không có nhìn lầm về sau, vội vàng đem phụ mẫu kéo tới cùng một chỗ quan sát, cách tivi cho Tô Bạch ủng hộ. Cuối cùng khi hắn nhìn thấy Tô Bạch lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại văn viện viện, đặt vững hai chi đội ngũ thắng bại lúc, hắn đơn giản không thể tin được đây là huynh đệ của hắn tô bạch giật ra tay của hắn bất đắc dĩ nói nào có cái gì đại Rikimaru đều là chính ta cố gắng được không dựa vào a à, ngươi đây cũng quá biến thái lâm hổ sợ hãi tháng phục hiện tại hắn càng thêm tin tưởng thiên tài là có thể hậu thiên luyện thành câu nói này hai người vừa định hướng trong phòng học đi đến lúc này tô bạch một đạo thanh âm bình tĩnh gọi hắn lại Tô Bạch quay đầu nhìn lại là Vương Cường, lập tức mày nhíu lại. Làm sao? Ngươi còn không phục? Không, ngươi hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Vương Cường đi đến Tô Bạch trước mặt, làm cái để hắn không tưởng tượng được động tác. Chỉ gặp hắn không người cho Tô Bạch xin lỗi, thật xin lỗi, ngày đó là ta không đúng, còn xin ngươi tha thứ cho. Hoa. Vương Cường vừa mới làm xong động tác này, còn không hề rời đi các học sinh lập tức kinh ngạc không thể tin được đây là hắn lúc này vương cường tác phong cùng hắn này thường tính cách phi thường không hợp một điểm ngang ngược càng rỡ dáng vẻ cũng không nhìn thấy phản mà phi thường thành khẩn tô bạch gặp bước nhỏ là sửng sốt một chút sau đó lông mày giãn ra a à, tất cả mọi người là đồng học sự tình qua đi liền đi qua tạ ơn vương cường ngồi thẳng lên thái độ phi thường thành khẩn cho tô bạch xin lỗi chuyện này hắn trọn vẹn do dự hai ngày cuối cùng quyết định vẫn là buông mặt mũi. Một mặt là phụ thân của hắn không biết vì sao nhất định phải kiên trì để hắn ra mặt xin lỗi, một phương diện khác chính hắn cũng có ý định này. Dương Thành Sơn Trường giải thi đấu quán quân A, cái này thỏa thỏa chính là cửu châu học phủ học viên, mà cửu châu học phủ học sinh một khi thuận lợi tốt nghiệp nhất thiếu cũng là trung nhẫn cường giả. Phụ thân của hắn mặc dù tại tòa thị chính có chút năng lực, nhưng Vương Cường biết cái này cùng trung nhẫn so với đến chẳng phải là cái gì. Tô Bạch đừng nói sau này thành tựu, liền hắn thành tựu hiện tại cũng đủ để cho mình nhìn lên. Hắn này bình thường mặc dù ngang ngược càng rỡ, nhưng hắn cũng không phải người ngu, hắn biết dạng này người ngàn vạn không thể đắc tội. Cười cười, Tô Bạch cùng Lâm Hổ đi, chỉ để lại một mặt choáng ván các bạn học cùng người trong cuộc vương cường. Hôm nay là thi đại học thời gian, Dương Thành nhất trung làm những năm qua đi ra cửu châu học phủ học viên vinh dự trường học bị Dương Thành coi là địa điểm thi thứ nhất chủ nhiệm lớp lão vương trong phòng học một trận mãnh liệt khen tô bạch cùng hạ tình tuyết về sau mang theo tất cả người đi tới trên bãi tập nơi này là thi đại học địa điểm thi thi đại học chia làm ninja khảo hạch và văn hóa khóa khảo hạch hai loại các học sinh trước tiến hành ninja khảo hạch thuận lợi thông qua khảo hạch học sinh có thể tham gia trận tiếp theo văn hóa khóa khảo thí cũng có thể không tham gia tuy nói hiện tại là ma thú xâm lấn ninja địa vị so cao hơn ra người bình thường một mảng lớn nhưng văn hóa khóa y nguyên không thể rơi xuống dù sao toàn bộ xã hội vận chuyển chỉ dựa vào ninja không thể được lại nói hiện tại vũ khí nóng đối a cấp trở xuống ma thú còn có tác dụng không thể bị xem nhẹ bất quá thông qua ninja khảo hạch học sinh liền đã tới lên đại học tiêu chuẩn tham gia hay không tham gia văn hóa khóa khảo thí đã vô dụng dù sao những người này về sau khẳng định đi là ninja lộ tuyến tô bạch cũng muốn tham gia khảo thí hắn mặc dù được cử đi nhưng thi đại học quá trình tất không thể ít đây cũng là hắn trong tù lo lắng nguyên nhân hắn lo lắng lại bởi vậy bị cửu châu học phủ cự thu trên bãi tập thật nhiều người nha bảy đúng vậy a à, thật nhiều người hạ tình tuyết thanh tú động lòng người đứng tại tô bạch bên người hai người nhìn trước mắt nói ít hai ba ngàn học sinh thầm than một tiếng ngay phía trước trên đất trống một đài cao cỡ một người có một khối đại màn hình trắc ra kiểm trắc cơ bị mấy tên nhân viên chính phủ vây vào giữa cùng học sinh tách ra thứ này tô bạch biết học sinh chỉ cần nắm chặt trên máy móc viên cầu hướng bên trong đưa vào trắc ra liền có thể kiểm trắc ra học sinh trắc ra hàm lượng tuy nói đại học chỉ coi trọng học sinh đối tam thân thuộc nắm giữ đối trắc ra cũng không yêu cầu nhưng cũng có một chút trường hợp đặc biệt tỷ như trắc ra tinh luyện đặc biệt nhanh học sinh nhẫn thuật tu luyện có chút chậm không có đạt tới trúng tuyển yêu cầu lúc này đại học liền sẽ cân nhắc người học sinh này tiềm lực, nếu như cảm thấy phù hợp cũng là sẽ trúng tuyển. Hiện tại tất cả đại học đều là chính thức làm, giống như trước những cái kia tư nhân làm gà rừng đại học một nhà cũng không có, dù sao các học sinh là chính phủ liên bang tương lai máu mới, không được khinh thường. Lúc này, Tô Bạch trong đám người thấy được một cái người quen, trực tiếp hô một tiếng. Trữ ca Tô Bạch Hạ Tình Tuyết Trữ viễn đang cùng một cái nhân viên công tác bàn giao cái gì, nghe được tô bạch tiếng la sau lập tức đi tới, một quyền đánh tại trên vai của hắn. Hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình. Dương Thành sân trường giải thi đấu hắn cũng gặp, ngày đó hắn vừa vặn mới từ đất chết khu trở về, đem ma thú thi thể giao cho người thợ săn công hội sau nhàn rỗi nhàm chán mở ra tivi kết quả liếc mắt liền thấy tô bạch. Nguyên bản hắn cũng cùng chiến đấu quán cố vấn Lam Hồng, đối tô bạch cũng không ôm cái gì lòng tin cho là hắn là theo chân hạ gia tiểu công chủ hạ tình tuyết cùng dương thành phó thành chủ nữ nhi thường nhị đến biệt danh lần kết quả có thể a à, chật chật trữ viễn quan sát một chút tô bạch sợ hãi than nói tiểu tử ngươi hiện tại nói ít có tám chín thẻ rác ra a à. làm sao làm được ha ha những ngày này tinh luyện rác ra cảm giác dễ dàng không thiếu tô bạch hàm hồ nói một câu trữ viễn nghe xong chỉ là ngoài ý muốn nhưng không có cảm thấy không hợp lý. Bởi vì rất nhiều học sinh đều là tại trở thành hạ nhẫn sau mới tiến vào thực lực bột phát kỳ, giống tô bạch dạng này tuy nói hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Có thể là ngươi đối trắc ra lực khống chế mạnh lên đi. Trữ viễn thuận miệng nói một câu, cùng hắn nói chuyện phím bắt đầu. Những bạn học khác kinh ngạc nhìn tô bạch cùng trữ viễn, không nghĩ tới hai người quan hệ cư nhiên như thế không tầm thường, lập tức tô bạch hình tượng tại đồng học trong mắt vừa thần bí hai điểm. Lâu thượng, rác ra 0.24 thẻ, tam thân thuật hợp cách. Cổ bối, rác ra 0.41 thẻ, tam thân thuật không hợp cách. Hùng nam, rác ra 0.19 thẻ, tam thân thuật không hợp cách. Dư từ, rác ra 0.63 thẻ, ba thần thuật hợp cách. Khổng tân, rác ra. Thao trường chính giữa. 7-8 cái chính phủ nhân viên công tác từng cái điểm danh, các học sinh sau khi nghe được tại trác ra máy khảo nghiệm bên trên kiểm trắc trác ra lượng, sau đó trước mặt mọi người thi triển tam thân thuật, toàn bộ khảo hạch đều tại mọi người dưới mí mắt tiến hành, căn bản vốn không tồn tại gian lận khả năng. Tô Bạch trong lớp xếp tại số 2 địa điểm thi, Dương Thành chính thức hết thảy tại trên bãi tập thiết lập 10 cái địa điểm thi, trên cơ bản cho tới trưa liền có thể đem 2, 3.000 người khảo hạch thành tích toàn bộ công bố. Khảo thí đã bắt đầu hơn 2 giờ, cũng nhanh đến phiên hắn lớp thật kích động, không biết ta có thể hay không hợp cách. Ai, ta thuộc thế thân, vẫn là dùng không tốt, lúc linh lúc mất linh, chỉ mong một hồi có thể siêu trình độ phát huy. Ha ha, vận khí ta tốt một điểm, hai ngày trước vừa mới nắm giữ tam thân thuật. Năm nay thành tích tốt giống không tệ a, à, nhìn người phía trước tỷ lệ hợp lệ đại khái tại 30 tả hữu, so những năm qua cao hơn một hai cái điểm. Đúng vậy a, à, ta đây nếu là còn thi không đậu đại học thật sự mu trước mặt đồng học thấp giọng tiếp tai tô bạch sau khi nghe được không hiểu sinh ra một loại cảnh còn người mất cảm giác ngay tại hơn một tuần lễ trước hắn còn cùng đại bộ phận các bạn học đối thi đại học tràn đầy long đong nhưng là bây giờ ngắn ngủi một tuần lễ loại này long đong cảm giác không chỉ có không thấy ngược lại tâm tình bình phục vô cùng thi đại học đối với mình tới nói đã là phổ thông uống nước đơn giản như vậy tự nhiên ngay tại tô bạch ở trong lòng cảm thán thời điểm một thanh âm đem hắn kéo về hiện thực Vương Cường rắc ra 1.06 thẻ, tam thân thuộc hợp cách. Một vị thân mặc trang phục màu đen dám khảo cười ha hả đem bản khai đưa cho Vương Cường. "Chúc mừng ngươi, ngươi là hôm nay tham gia khảo thí học sinh bên trong cái thứ nhất rắc ra lượng đạt tới hạ những cấp bậc." Vương Cường mặt không thay đổi kết quả bản khai xoay người rời đi, nếu là tại hơn một tuần lễ trước thi ra cái thành tích này hắn có lẽ còn biết ở trong lòng tự đắc, nhưng bây giờ hắn cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Bởi vì chỉ vì cùng Tô Bạch một so với chính mình chẳng phải là cái gì. Bất quá trong lòng hắn nghĩ các bạn học cũng không biết, lúc này các bạn học đều bị thành tích của hắn kinh đến. Qua, Vương Cường ngưu bức, thế mà đạt tới hạ nhẫn. Quá là hiếm thấy, giống như trường học chúng ta hai lần trước đều không có Vương Cường thành tích như vậy a. À. Từ, lần trước mạnh nhất mới 0.96 thẻ, không nghĩ tới Vương Cường vậy mà phá ghi chép. Cắt, có cái gì tốt hâm mộ, nhà hắn có tiền như vậy ten ten có thể ăn thịt ma thú cường hóa thân thể, đổi ta có dạng này tài nguyên ta cũng có thể. Chính là, nói lên người tới nhà Tô Bạch mới thật sự là thiên tài, bình dân gia đình xuất thân hiện tại lấy được thành tích như vậy, nếu là hắn có vương cường như thế tài nguyên chẳng phải là nói thành tích còn có thể tốt hơn. Đồng học có hâm mộ, có khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là ghen ghét. Lúc này cùng giám khảo đứng chung một chỗ còn có trường học lão sư cùng lãnh đạo, Vương Cường chủ nhiệm lớp lão Mã đã cười không khép miệng. Ha ha, vương cường thành tích này vẫn vàng toàn trường hạng ba. Ân, ừ, hẳn không có những học sinh khác có thể vượt qua hắn. Chúc mừng ngươi lão mã, ngươi năm nay niên kỷ cuối cùng thưởng có thể gấp bội. Vương Hải nhàn nhạt cười cười. Hai người rất ăn ý không có nói tô bạch cùng hạ tình tuyết, bởi vì bọn hắn đã đem hai cái này học sinh đơn độc phân loại. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, người ta đều thu hoạch được Dương Thành sân trường giải thi đấu thứ nhất tên, tại những học sinh khác còn đang vì cơ sở nhẫn thuật phát sầu thời điểm hai cái này học sinh đã là sức chiến đấu không tầm thường hạ nhẫn. Lúc này, trên bãi tập quảng bá đột nhiên vang lên. Dương Thành Tứ Trung, Dương Liễu, trắc ra 6.2 thẻ, tam thân thuộc hợp cách. Cái thành tích này là dùng trường học quảng bá thông cáo, ánh mắt mọi người rời giường đồng loạt nhìn về phía số 4 địa điểm thi trắc ra kiểm trắc cơ phương hướng, đứng nơi đó một vị cao ngạo học sinh chính là cùng Tô Bạch từng có gặp mặt một lần, băng độn Ninja Dương Liễu. 6.2 thẻ. Lần trước thời điểm tranh tài hắn vẫn là 4.5 thẻ a. Tô Bạch cũng nhìn về phía Dương Liễu, cái sau trong đám người liếc mắt liền thấy hắn, bình tĩnh nhẹ gật đầu. Quả nhiên, thiên phú của ta cùng những này thiên tài chân chính không so được. Tô Bạch đồng dạng gật đầu đáp lại, ở trong lòng cân nhắc một cái. Nếu như mình không có hệ thống khả năng ngay cả người bình thường cũng không sánh nổi, chớ nói chi là dương liễu dạng này thiên tài. Mặc dù đối phương tài nguyên tu luyện rất nhiều, nhưng một tuần lễ tăng lên một carudo trác ra lượng còn là rất khó làm được. Tô Bạch, hắn rất lợi hại. Hạ tình tuyết nói ra. Tô Bạch gật đầu, nhìn về phía nàng, cười nói, tình tuyết, ngươi đây. Những ngày này tăng lên nhiều thiếu. Hì hì, một hồi ngươi sẽ biết. Hạ tình tuyết không có trực tiếp trả lời hắn, thừa nước đục thả câu. Lúc này, các bạn học còn đang khiếp sợ dương liễu thành tích lúc, lại một đường quảng bá vang lên. Dương thành sáu bên trong, lư đồi đầy, trát ra lượng 4.9 thẻ, tam thân thuộc hợp cách. Lại một cái. Học sinh bình thường nhóm đều mộng, những năm qua dạng này dạng này thiên tài xuất hiện một cái là cùng, năm nay vậy mà ra hai cái. Nhưng mà không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, lục tục lại thông báo hai cái thiên tài học sinh, rác ra lượng đều tại năm thẻ tả hữu lần này hết thảy có năm cái trường học tại dương thành nhất trung địa điểm thi khảo thí trường học khác đều xuất hiện có thể làm cho quảng bá thông báo thiên tài duy chỉ có dương thành nhất trung không có bất quá kỳ quái là dương thành nhất trung tất cả thầy trò cũng không có nửa điểm quẻ oải ngược lại trong mắt ẩn ẩn mang theo chờ mong tình tuyết đến ngươi lúc này giám khảo có một chút tên hạ tình tuyết nữ hài tại vạn chúng chú một hạ lên trước cầm trát ra kiểm trắc trên máy viên cầu. rốt cục đến trọng đầu hí đúng vậy a à, hạ tình tuyết thế nhưng là bạch nhãn nhất tộc tiểu công chủ nàng trát ra lượng nên bao nhiêu ít tuyệt đối so với dương liễu nhiều đừng quên ở sân trường thi đấu bên trên dương liễu bại bởi nàng a à. ta nhìn không thấy đến ninja mạnh yếu cũng không phải chỉ nhìn trát ra lượng các bạn học đều mở to hai mắt nhìn chờ lấy nhìn hạ tình tuyết thành tích chỉ gặp nàng thu hồi trên mặt điềm tĩnh mỉm cười nhíu mày toàn thân bộc phát ra một cổ khí thế cường đại tất 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 trát ra kiểm trắc trên máy màn hình bên trong số lượng lập tức điên cuồng loạn động 2.6 4.2 6.8 Ước chừng 5 giây qua đi, số lượng vững vàng đứng tại 8.3 phía trên thẻ, tất cả học sinh lập tức há to miệng. Về sau hạ tình tuyết đi ra máy móc, hai tay nhanh chóng kết ấn. Phanh phanh phanh. Bất quá ngắn ngủi mấy giây, ba đám sương mù màu trắng xuất hiện, tam thân thuật rất ngừng nhuyễn thi triển xong. Giám khảo có một chút sững sờ, bất quá rất mau trở lại qua thần, cầm lấy bên cạnh ống la lớn. Dương Thành Nhất Trung, Hạ Tình Tuyết, trắc ra lượng 8.3 thẻ, tam thân thuật hợp cách. Tỉnh. Toàn bộ thao trường đều yên lặng. Ước chừng qua mười mấy giây, từng đợt tiếng hoang hô bạo phát đi ra, Đều là hô hạ tình tuyết danh tự người Ta dựa vào Thật không hổ là huyết kế đại tộc Thành tích này trực tiếp đổi mới chúng ta dương thành thi đại học lịch sử A Trước khi cao nhất một vị là nhiều thiếu 6.5 thẻ Đó còn là mười mấy năm trước A Đúng Liền là 6.5 thẻ Ta nhớ được phi thường rõ ràng Vốn cho là hạ tình tuyết có thể vượt qua dương liễu một thẻ trác ra lượng cũng rất không tệ Kết quả không nghĩ tới trọn vẹn vượt qua gần 2 thẻ A ai chúng ta quả nhiên không thể cùng thiên tài so chênh lệch quá xa a à. hạ tình tuyết nghe các bạn học treo hò không có kiêu ngạo cười khanh khách đi trở về tô bạch bên người nghịch ngợm cười cười thế nào kinh ngạc sao kinh ngạc quá kinh ngạc tô bạch cũng cười nữ hài càng ưu tú hắn càng vui vẻ tới phiên ngươi lên đi ta cũng rất chờ mong thành tích của ngươi hạ tình tuyết vuốt vuốt mái tóc thanh tú động lòng người nhìn xem hắn Tô Bạch có chút hít một hơi, đi vào trác ra kiểm trắc cơ. Tô Bạch đi vào trác ra kiểm trắc cơ, tay trực tiếp cầm hình cầu trác ra truyền kim loại khí, bắt đầu hướng bên trong đưa vào trác ra. Khảo nghiệm phương pháp liền là đơn giản như vậy, cũng không biết là liên bang con quỷ nào mới phát minh đồ vật, thông qua trác ra truyền kim loại đem trác ra số liệu hóa, biểu hiện ở trên màn ảnh. Một bên, Vương Hải, Ngư Quân, Trữ Viễn đều đang nhìn Tô Bạch, so trước đó chú ý hạ tình tuyết cường độ còn cao, dù sao Tô Bạch mới có thể coi như bọn họ chân chính giáo dục thành quả. Hiệu trưởng vì một ngày này chờ quá lâu, liền xem như đối với hắn hồi báo A. Tô Bạch ánh mắt ngưng lại, toàn thân trát ra như là lao nhanh dòng sông cuồng bạo mà cấp tốc, tuôn hướng trát ra truyền quả cầu kim loại. 5.6 8.3 9.1 trên màn hình số lượng điên cùng loạn động, cái thứ nhất liền là ba mở đầu, lập tức đem phụ trách giám thị lão sư giật nảy mình ta dựa vào, còn tại trướng. Lão sư Giám Khảo nhìn xem trên màn hình số lượng mở to hai mắt nhìn. Cuối cùng ba cái kia để hắn hành nghề hai mươi mấy năm đều chưa từng gặp qua số lượng rốt cục ổn định. 56 thẻ. Lão sư Giám Khảo mộng, đứng ở nơi đó nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Nhiều thiếu. Mau nhìn xem. Đúng vậy a, à, gấp chết người. Nhường một chút, để cho ta đi qua khang khang phía sau đồng học đã đợi không kịp, đội cũng không đẩy nhau nhau xông tới. Chờ bọn hắn thấy rõ màn hình số lượng lúc. Cũng cùng tên kia lão sư giám khảo, miệng trương lão đại, đều có thể nhét kế tiếp trứng vịt. 56 thẻ Tô Bạch trắc ra lượng 9.56 thẻ Đây là học sinh. Cùng chúng ta một lớp. Tô Bạch đi ra trắc ra máy móc, vòng qua đã mộng đồng học, đi vào lão sư giám khảo trước mặt. Lão sư, ta có thể bắt đầu phóng thích tam thân thuật sao a à. a à a à, tô bạch đồng học mời lão sư giám khảo bất tri bất giác ngay cả giọng nói đều cải biến vội vàng dùng tay làm dấu mời tô bạch lập tức bắt đầu kết ấn. phanh 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 ngắn mũi năm 6 giây sau so hạ tình tuyết tốc độ nhanh hơn tô bạch xong thành tam thân thuật đứng ở nơi đó yên lặng chờ lấy lão sư giám khảo cho hắn bản khai lão sư giám khảo hít sâu một hơi thay đổi vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy bên cạnh ống, thanh âm to. Tô Bạch, Dương Thành Nhất Trung, trắc ra 9.56 thẻ, tam thân thuộc hợp cách. Thanh âm vang dội vang vọng toàn bộ thao trường, tất cả học sinh cùng lão sư đều ngừng chuyện đang làm, động tác cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía số 2 địa điểm thi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Dương Liễu siết chặt nắm đấm, sau đó liền lại buông ra, trên mặt lạnh lùng đổi lại một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngư quân một đôi mắt hổ hơi sáng, trong mắt tự hồ có đồ vật gì, nhìn xem Tô Bạch không điểm đứt đầu. Vương Hải đã mộng. Hắn biết Tô Bạch rất ưu tú, hắn biết Tô Bạch là mình đắc ý nhất học sinh, nhưng hắn không biết là Tô Bạch so với chính mình nghĩ còn muốn ưu tú không biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này trong lòng của hắn ngoại trừ kích động liền là kích động, không còn gì khác cảm xúc. Vừa mới hạ tình tuyết đổi mới dương thành thi đại học lịch sử thành tích lúc hắn mặc dù vui mừng, nhưng cũng không có kích động. Bởi vì hắn biết đây là hạ tình tuyết vốn nên có thành tích, cùng Dương Thành nhất trung cùng hắn đều không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng Tô Bạch. Ha ha, ha ha, Tô Bạch tốt. Vương Hải cười to lên, dùng sức vất tay, không để ý chút nào cùng mình thân phận lão sư. Lúc đầu, dựa theo quy định lão sư giám khảo chỉ cần thông báo một lần là có thể, nhưng hắn quỷ thần xui khiến lại mình tăng thêm một câu. Tô Bạch, Dương Thành lịch mạnh nhất trong lịch sử học sinh cái thành tích này dương thành chính thức sẽ vĩnh viễn giữ lại vĩnh viễn lão sư giám khảo mặt đỏ lên bên trên tràn đầy vẻ kích động tất cho tô bạch bản khai lúc tay của hắn có chút hơi run tô bạch tiếp tục ủng hộ ta chờ mong tương lai không xa chúng ta dương thành có thể ra lại một vị thượng nhẫn ninja cường giả đa tạ lão sư ta biết tô bạch nghiêm túc gật đầu tiếp nhận bản khai hiệu trưởng thế nào ta liền nói ta vị này niên đệ sẽ không để cho ngươi thất vọng a à? trữ viễn cười một tiếng cùng ngư quân nói ra đúng hắn rất ưu tú ta cái lão nhân này nhìn lầm a à? ngư quân cảm thán một tiếng hắn giống như vương hải đều đánh giá thấp tô bạch tiềm lực hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tô bạch có thể cho trường học cầm tới một cái không hề nghĩ rằng thành tích đổi mới toàn bộ dương thành thi đại học ghi chép ta nghĩ chỉ sợ về sau toàn bộ Dương Thành đều không ai có thể lại đánh vỡ cái kỷ lục này a à. Là sẽ không, nhất thiếu chúng ta Dương Thành nhất trung sẽ không. Trữ viễn phụ họa một tiếng, ánh mắt nhìn về phía cùng hạ tình tuyết đứng chung một chỗ tô bạch. Hiệu trưởng, tốt như vậy người kế tục ta muốn. Ngươi là muốn dẫn hắn đi đất chết khu A. Ngư quân già thành tinh, trữ viễn lại là học sinh của hắn, hắn xem xét trữ viễn dáng vẻ liền biết hắn muốn nói cái gì đúng ta chính là cái này ý tứ trữ viễn nói tiếp ngọc bất trắc bất thành khí nhà ấm bên trong chỉ có thể nuôi dưỡng được đóa hoa tô bạch đã có dạng này thiên phú vậy chúng ta cũng không thể phí của trời cho nên ta quyết định dẫn hắn sớm đi đất chết khu lịch luyện một phen chuyện này với hắn ngày sau trưởng thành rất trọng yếu thế nhưng là ngươi nghĩ tới vấn đề an toàn không có ngư quân do dự một chút hủy bỏ khu liền ngay cả ngươi dạng này thâm niên hạ nhẫn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí tô bạch hắn. Nhưng vẫn chỉ là một học sinh A. À. Đất chết khu còn có khác một cái xưng hô, cái kia chính là ma thú nhạc viên. Nơi đó khắp nơi đều có ma thú, nguy cơ trùng trùng, hàng năm không biết bao nhiêu ít ninja đem mệnh lưu tại đất chết khu. Tại đất chết khu hạ nhẫn liền là pháo hôi, trung nhẫn chỉ có thể miễn cưỡng có thể đứng vững gót chân, chỉ có thượng nhẫn ninja cường giả mới có thể như xem cá ngắm hoa, tới lui tự nhiên. Ngưu quân lo lắng Tô Bạch cái này không có kinh nghiệm chiến đấu hội học sinh ngoài ý muốn đổi lên, dù sao thiên phú của hắn để vị này lão hiệu trưởng quá coi trọng a. À. Ai ngờ trữ viễn nghe xong chỉ nói một câu nói, liền để ngưu quân thay đổi chủ ý. Hiệu trưởng Ngài, ngươi năm đó nhuệ khí đã không có ở đây. Trữ viễn yên lặng nói ra. Ngư quân sững sờ, sau đó cười to một hồi lâu mới dừng. Ngươi nói không sai, nhiều năm như vậy giáo dục kiếp sống đã để ta thanh này lão đau cùng hiện tại đã là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ a à. đi thôi ngươi nói đúng nhà ấm bên trong chỉ có thể nuôi ra đóa hoa bồi dưỡng không ra cường giả trữ viễn nghe xong cười một tiếng kéo theo trên cổ đầu kia thật dài vết sẹo bộ dáng hơi có vẻ dữ tợn nhân vật chính của hôm nay nhất định là tô bạch từ hắn thành tích vừa ra tới đến hắn rời đi trường học ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn liền ngay cả bên cạnh hắn dương thành huyết kế đại tộc hạ gia tiểu công chủ quan mang đều bị hắn che giấu bình dân xuất thân sân trường giải thi đấu hạng nhất dương thành thành tích thi tốt nghiệp trung học ghi chép bảo trì người mỗi một cái quan hoàng đều để những bạn học khác theo không kịp thật sự là quá điên cuồng tô bạch quần áo không chỉnh tề đeo túi đeo lưng thoát đi trường học cùng nhiệt đồng học kém chút đem áo của hắn đều cướp đi hì hì người bây giờ thế nhưng là trường học đại danh nhân đâu bọn hắn đương nhiên sùng bái ngươi hạ tình tuyết nghịch ngợm cười một tiếng nàng tự hồ chỉ có cùng tô bạch đợi cùng một chỗ lúc mới sẽ tiết lộ bản tính thu hồi dĩ vãn điềm tĩnh bộ dáng tô bạch bất đắc dĩ cười một tiếng vừa muốn nói chuyện đã thấy trữ viễn đi tới thế nào suy tính không có muốn hay không đi với ta đất chết khu đương nhiên tô bạch nhếch miệng cười một tiếng trong mắt mang theo khát vọng chữ lão sư ngài có thể cũng mang ta lên a à, ta cũng muốn đi đất chết khu nhìn xem nghe hai người đối thoại hạ tình tuyết đột nhiên chen miệng nói trữ viễn sững sờ sau đó mặc lộ vẻ vui mừng đương nhiên có thể các ngươi hạ gia ninja ở căn cứ bên trong thế nhưng là quý hiếm đồng đội không có thực lực ninja tiểu đội căn bản chiêu không đến bạch nhãn đồng đội bất quá bất quá cái gì chữ lão sư còn xin nói hạ tình tuyết gặp trữ viễn trên mặt vui mừng không thấy lập tức hỏi Trữ viễn lắc đầu, cười khổ một tiếng, thân phận của ngươi khác biệt, ta nghĩ ngươi người trong nhà sẽ không đồng ý ngươi đi theo chúng ta. Mặc dù hắn rất muốn có một tên trinh sát lực cực mạnh bạch nhãn đồng đội, nhưng nghĩ đến hạ tình tuyết cái kia cao quý thân phận trữ viễn vẫn là đè xuống khát vọng trong lòng. Đây chính là hạ gia tiểu công chủ A, nếu như đi theo đội ngũ của mình xuất hiện một điểm sơ xuất. Nhưng liền phiền toái. Hạ tình tuyết lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng ba à, cái này liền trở về hỏi một chút các ngươi chờ lấy nói xong nàng một đường chạy chậm rất nhanh không thấy trữ viễn thở dài một tiếng sau đó quay đầu đối tô bạch cười nói tiểu tử ngươi bản sự không nhỏ a à? đặt trước một tên bạch nhãn đồng đội a à, nghe trữ ca ý tứ bạch nhãn rất trọng yếu câu bạch mặc dù trong lòng biết nguyên nhân nhưng vẫn là muốn nghe xem chuyên nghiệp nhân sĩ giải đáp vậy cũng không trữ viễn nói ra bạch nhãn thế nhưng là tại mấy chục cây số bên ngoài liền có thể phát hiện ba thú tung tích đề cao toàn bộ tiểu đội sinh tồn suất, người nói có trọng yếu hay không khá lắm mấy chục cây số tô bạch nghe xong trực tiếp lật ra cái bạch nhãn thế giới này là càng ngày càng không hợp thói thường nguyên tắc bên trong mắt điều tra khoảng cách là nhiều thiếu một cây số vẫn là hai cây số hắn cũng nhớ không rõ nhưng tuyệt đối không có lam tin bên trên bạch nhãn biến thái Bất quá hắn dù sao cũng được chứng kiến rất nhiều không hợp thói thường, sự tình, lại nhiều một kiện cũng liền như vậy. Hai người ước định cẩn thận ngày mai tại một chỗ chạm mặt về sau, trữ viễn liền lái xe rời đi. Tô Bạch không có trực tiếp về nhà, mà là đang ngồi xe buýt đi tới trung tâm thành phố, thẳng đến lần trước nhà kia trắc ra truyền tiệm trang bị. Trường học cho hắn 100.000 đồng liên bang học bổng, hắn muốn đem những này tiền đều biến thành sức chiến đấu, đề cao mình tại đất chết khu sinh tồn suất hắn không do dự trực tiếp bỏ ra 40.000 khối mua cùng lần trước coi trọng cái kia hai kiện hai tay dây cấp trác ra truyền trang bị không sai biệt lắm một thanh trường đao cùng một kiện cùng loại chống đạn sau lưng áo lót dây cấp trác ra truyền vũ khí có thể phá mở dây cấp ma thú phòng ngự giá bán 20.000 đồng liên bang trải qua dương thành chính thức chứng nhận tổn hại trình độ 4 tầng có thể sử dụng dây cấp trác ra truyền đồ phòng ngự nhưng trên diện rộng giảm thiếu dây cấp ma thú công kích trình độ giá bán 20.000 đồng liên bang. Trải qua Dương Thành chính thức chứng nhận tổn hại trình độ 4 tầng, có thể sử dụng. Về sau hắn lại đi một gian ninja tạp vật cửa hàng, mua sắm hai quyển trữ vật quyển trục, thứ này hắn đã sớm muốn mua. Hắn mua chỉ là phổ thông trữ vật quyển trục, mỗi trong đó có 10 mét khối không gian, chứa đựng vật phẩm phi thường thuận tiện, là ninja giả ngoại sinh tồn thiết yếu vật phẩm. Trữ vật quyển trục rất phổ biến, mỗi cái giá bán 10.000 đồng liên bang, cái này khiến tô bạch cũng bỏ được dùng tiền mua hai cái hắn sở dĩ mua hai cái nguyên nhân cũng là bởi vì tại đất chết khu còn có thật nhiều vật tư có tận thế trước hoàng kim châu báu cũng có sau tận thế mới sinh ra trát ra truyền mỏ kim loại vô luận là một loại nào đều là mục tiêu của hắn hiện tại hắn rất cần tiền địa phương nhiều lắm cho muội muội xem bệnh đòi tiền cho người một nhà tại trình độ an toàn tương đối cao trung tâm thành phố đổi một căn phòng lớn đòi tiền, hay là dùng tiền mua sắm nhẫn thuật cùng trang bị. Tóm lại, không có tiền nữa bước khó đi. Lại mua một ít bổ sung thể lực cùng khôi phục trác ra binh lương hoàng cùng một chút cơ bản sinh tồn vật tư, Tô Bạch lúc này mới đi về nhà. Hạ gia trang vườn Lớn nhất trong một gian phòng Một cái ung dung hoa quý trung niên mỹ phụ trên mặt lo lắng, ngồi đối diện tại bên người nàng trung niên nam nhân nói ra Lão công, ngươi làm sao không khuyên một chút tình tuyết? đất chết khu đối với nàng đến nói có phải là quá sớm hay không bảy nàng gọi vương khói là mẫu thân của hạ tình tuyết hạ gia tộc trưởng hạ hoàng thê tử đồng thời cũng là một tên thượng nhẫn ninh gia cường giả hạ hoàng thân hình cao lớn khí thế uy nghiêm lâu dài ở vị cao khí tràng bất phàm ngồi ở chỗ đó không giận tự uy chỉ bất quá hắn kiểu tóc phá hủy một chút khí tràng hắn cùng hắn thân đệ đệ hạ lăng cũng là đầu trọc sớm sao Nghe thê tử, hạ hoàng thu hồi uy nghiêm, cười cười ôn hòa, chúng ta năm đó lần thứ nhất đi đất chết khu thời điểm còn một nữ nhi mạnh như vậy, ngươi liền không nên lo lắng. Nhưng ta lo lắng cũng không chỉ là những ma thú kia. Còn có những cái kia thời khắc nhìn chằm chằm nhà ta Bạch Nhãn đạo chíp chi đồ, ta lo lắng những người kia sẽ nhịn không được động thủ. Nhất là cái tổ chức kia. Bọn hắn thế nhưng là đối Bạch Nhãn đã sớm thèm nhỏ nước giải a. Bạch Nhãn ngoại trừ có thể tu luyện chuyên môn nhẫn thuật thể thuật bên ngoài càng là đang chiến đấu cùng điều tra phương hướng mạnh đến mức không còn gì để nói cho nên dẫn tới không thiếu đối bạch nhãn tâm động niêm gia bọn hắn dám hạ hoàng đằng một cái đứng người lên toàn thân đằng đằng sát khí âm thanh lạnh lùng nói nếu như bọn hắn dám xé bỏ ước định ra tay với tình tuyết vậy lão tử coi như dùng hết toàn cả gia tộc cũng muốn đem bọn hắn nhổ tận gốc tốt ta chính là kiểu nói này ngươi làm gì kích động như vậy thật là bất quá chúng ta cũng không thể không phòng dù sao cái tổ chức kia sự tình gì đều làm ra được năm ngoái còn đem một cái dung độn huyết kế ninja bắt đi đến bây giờ đều không có cho chính phủ liên bang bàn giao vương khói trợn nhìn hạ hoàng một chút kéo hắn ngồi xuống nàng biết nữ nhi là lão công tâm đầu nhục hai người liền một đứa con gái như vậy ngậm trong miệng sợ tan nâng trong tay sợ rơi mất nếu ai có ý đồ với nàng hạ hoàng tuyệt đối sẽ nổi điên Hạ Hoàng sau khi ngồi xuống trầm mặt một lát, mở miệng nói ra, lão bà ngươi nói cũng đúng. Như vậy đi, ta đem Hạ Du đổi lại, để nàng nhị thúc tự mình đi một chuyến như thế nào. Hạ Du là hạ tình tuyết đường ca, tin anh trung nhẫn thực lực, những năm này một mực phụ trách trong bóng tối bảo hộ hạ tình tuyết trên dưới học. Để Hạ Lăng đi. Cũng được, dạng này ta an tâm. Hạ Lăng, hạ gia đệ nhị cường giả, so với hạ hoàng cũng yếu không được nhiều ít, Vương Khói nghe xong lập tức đem tâm bỏ vào trong bụng, cùng Hạ Hoàng nói tới sự tình khác. Không bao lâu, một người mặc một thân màu đen áo da bó người, vác trên lưng lấy một cái quân dụng ba lô, bộ dáng phi thường già dạng nữ hài xông vào phòng khách. Cha mẹ, các ngươi nhìn xem ta còn muốn chuẩn bị cái gì sao? Ha ha, tình tuyết mặc vào bộ quần áo này thật giống ninja a. Nguyên bản đang tại vì gia tộc sự vụ sầu mi khổ kiểm hạ hoàng thấy một lần nữ nhi tới, lập tức cười ha hả khích lệ hạ tình tuyết khuôn mặt đỏ lên làm nũng nói cha nói chính sự đâu đừng cả ngày không có việc gì liền khen ta ha ha ta thế nhưng là ăn ngay nói thật a à. hạ hoàng sờ lên hạ tình tuyết đầu cười không khép miệng ôn hòa cho nàng đề mấy cái ý kiến cái sau vui vẻ tiếp nhận lại trò chuyện trong chốc lát hạ tình tuyết do dự một chút cha tô bạch sa rin gan thật không có chuyện gì sao ta biết ngươi một mực đều tại phái người bảo hộ ta không có việc gì cái kia suối quẩy đồ chơi người khác tránh đều tránh không kịp, một ai sẽ đi chủ động biến thành người điên. Hạ Hoàng bình tĩnh nói: "A, à, vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm." Cực kỳ thông minh Hạ Tình Tuyết sớm liền biết mình đôi mắt này có lớn giá trị, cho nên nàng mới có thể lo lắng Tô Bạch Sharingan cũng sẽ bị người để mắt tới. Bất quá may mắn, bởi vì Sharingan tác dụng phụ thật đáng sợ, mỗi một vị mở mắt ninja cuối cùng đều biến thành tên điên. Cho nên sớm tại vài thập niên trước Sharingan liền bị Lam Tinh bên trên ninja từ bỏ, người người đều tránh không kịp như thế nào lại đi chủ động muốn chết đâu. Ngay tại hạ Tình Tuyết muốn rời khỏi lúc, Hạ Hoàng đột nhiên mở miệng, ngữ khí nghiêm túc. Sharingan loại này huyết kế giới hạn quá bá đạo, cho dù là hắn sau này vì sống sót chủ động đào đi hai mắt, nhưng trong cơ thể hắn rắc ra đã thành thói quen loại này huyết kế, tinh thần vấn đề vẫn là sẽ bộc phát. Cho nên, khuê nữ A chúng ta vẫn là cách cái kia tô bạch xa một chút đi, ta lo lắng hắn đổi điên về sau hội thương tổn ngươi. Hì hì, yên tâm đi, ta có chừng mực. Hạ tình tuyết đùa cười một tiếng, quay người rời đi. Lưu lại hạ hoàng cùng vương khói hai vợ chồng than thở, gọi thẳng nghiệp chướng, để nữ nhi quen biết tô bạch. Vừa rạng sáng ngày thứ hai trữ viễn liền đi tới Dương Thành nhất trung cổng, hắn cùng tô bạch còn có hạ tình tuyết ba chỗ của người ở không giống nhau tô bạch nhà tại vùng ngoại thành khoảng cách xa nhất cho nên hắn tới trễ nhất các loại lúc chạy đến trữ viễn cùng hạ tình tuyết đã tại cửa ra vào chờ hắn thật có lỗi ta tới chậm không có việc gì còn chưa tới thời gian ước định trữ viễn lắc đầu nhìn thấy hắn ba lô trên lưng sau hỏi thế nào đồ vật đều chuẩn bị xong chưa tốt tô bạch vỗ vỗ lưng bao bên trong có hắn hoa khoản tiền lớn mua sắm trang bị cùng sinh tồn vật tư Vậy là tốt rồi, lên xe A. Trữ Viễn chào hỏi hai người một tiếng, ba người lập tức lên xe, hướng về Dương Thành căn cứ chạy tới. Dương Thành căn cứ là tới gần đất chết khu gần nhất trạm tiếp tế, cũng là căn cứ thành phố danh tự nơi phát ra, nên gia đều tụ tập ở nơi đó. Trên xe, Hạ Tình Tuyết cùng Tô Bạch ngồi tại chỗ ngồi phía sau, trong mắt có chút chờ mong. Tô Bạch ngươi không cần lo lắng, ta hỏi qua phụ thân rồi, ngươi Sa Rin Gan sẽ không xảy ra chuyện. Hạ tình tuyết trừng mắt một đôi bạch nhãn điềm tĩnh nhìn về phía tô bạch, nàng hôm nay mặc vào một thân cùng thường nhị thích mặc màu đen áo da bó người, cả người rất già dặn. Không đợi tô bạch nói chuyện, lái xe phía trước trữ viễn cũng không quay đầu lại đầu nói ra, tình tuyết nha đầu nói không sai, sa gan thứ này liền hướng ven đường nấm độc, mặc dù hiếm thấy nhưng mỗi cái ninja đều biết, sẽ không có người đánh ngươi chủ ý, ngươi cứ yên tâm đi. Tô Bạch có được, khuyết kế giới hạn, gan sự tình hai người đều biết, Trữ viễn là hôm qua vừa mới biết được, vừa biết đến thời điểm rất là vì hắn tiếc hận, cảm thấy một thiên tài còn không có cuộc khởi liền bỏ mình. Tô Bạch nghe xong thở dài một hơi, vậy là tốt rồi, vậy ta an tâm. Lúc này hắn phi thường cảm tạ Saringan tác dụng phụ, không phải hắn một cái còn chưa trưởng thành lên Saringan người sở hữu sợ là không có năng lực bảo vệ tốt ánh mắt của mình. Làm tin bên trên ninja mặc dù không phải cùng nguyên tác trong kia chút con mắt cắm vô là xài, Ai đều có thể bằng bản sự cướp đoạt ninja, nhưng thông qua một chút thủ đoạn cũng là có thể làm được. Bởi vì thân phận bị hạn chế, Tô Bạch tại trên mạng ra không được liên quan tới Sharingan bất kỳ tin tức gì, nhưng trữ viễn có thể. Hôm qua hắn bàn sao trắc kích một cái, phát hiện cái thế giới này Sharingan có ghi chép tối đa cũng mới chạy đến 3 câu ngọc, hơn nữa còn là tại mở mắt trong nháy mắt cũng bởi vì tinh thần lực không đủ đủ lập tức điên mất rồi tiếng dài bản Mangekyo Sharingan liền ngay cả trữ viễn đều chưa từng nghe qua. Tô Bạch nghĩ thầm, mình âm thuộc tính nhất định phải khống chế tại Sharingan phó trên tác dụng, nếu không mình chỉ sợ cũng phải trở thành trong ghi chép người kia. 7. Trữ viễn mở hơn 2 giờ xe rốt cục đi tới căn cứ, vừa xuống xe Tô Bạch cùng hạ tình tuyết liền bị cảnh tượng trước mắt rung động. Bọn hắn ngay phía trước là một đạo nói ít có cao 150 mét sắt thép tường thành, hai bên không nhìn thấy cuối cùng. Ở giữa một cái hơn 20 thước cao bạc cửa lớn màu trắng rộng mở, xuyên thấu qua đại môn liếc nhìn nơi xa một mảnh màu xanh biếc, bụi cỏ dại sinh, cùng trên tường thành một hàng kia sắp xếp khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, rất nhiều ngay cả hắn đều không gọi nổi danh tự vũ khí nóng hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Thế nào? Kinh ngạc A. Năm đó ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng là các ngươi dạng này, bị những này cục sắc hù dọa, ha ha. Trữ viễn nhìn ra hai người kinh ngạc, cười một tiếng cho bọn hắn giải thích. Dựa theo trữ viện ý tứ, tòa thành này tường là dùng rác ra truyền kim loại cùng một chút độ cứng cao hợp kim hỗn hợp xây thành, trên tường vũ khí nóng đại biểu nhân loại nhất công nghệ cao kết tinh. Mặc dù đối kháng ma thú cấp cao chủ lực là ninja, nhưng là vũ khí nóng vẫn không có bị đào thải, đối rất nhiều cấp thấp ma thú hữu hiệu như cũ. Tường thành tác dụng là vì phòng ngừa đại lượng ma thú công thành, hủy hoại dương thành kiến thiết. Theo trữ viễn nói tới tường thành chỉ là con mắt có thể nhìn thấy phòng ngự, còn một tầng con mắt không nhìn thấy kết giới mới là trọng yếu nhất, đem trọn cái dương thành đều bao vây, nhưng là cái gì kết giới hắn cũng không biết. Trữ viễn một bên mang theo tô bạch cùng hạ tình tuyết chạy tới hắn ninja tiểu đội chỗ tập hợp, một bên cho bọn hắn giới thiệu, để hai người tầm mắt mở rộng. Trên đường đi tô bạch phát hiện trong căn cứ lui tới vậy mà đều là ninja, liền ngay cả ven đường bán đồ bày quầy bán hàng cũng không ngoại lệ nhất thiếu đều là hạ nhẫn, mỗi cái người khí tức trên thân đều mạnh hơn chính mình. Trống. Yên tĩnh, đừng kêu. Lúc này, một tiếng trống to tại tô bạch phía sau vang lên, hắn quay đầu nhìn lại là một cái nhất thiếu là trung nhẫn nam nhân cưỡi một cái đen lân ngựa từ bên cạnh bọn họ đi qua. Thông linh thú. Tô bạch nhìn nhiều cái kia đen lân ngựa hai mắt, hắn biết thứ này. Đen lân ngựa là dê cấp ma thú, thân dài đồng dạng tại 10 mét, cao 4 mét nhiều, căn cứ trên mạng tra được tư liệu loại này ma thú tính cách so sánh ôn hòa, am hiểu chạy, là thích hợp nhất ninja tại giả ngoại thay đi bộ thông linh thú. Cùng nguyên tắc bên trong, Lam Tinh bên trên muốn để ma thú thành vì mình thông linh thú liền muốn ký kết khế ước, bất quá khác biệt chính là khế ước quyển trục lại là nhân loại chế tạo, chỉ cần ma thú đồng ý liền có thể ký kết. Trong căn cứ thông dụng thú rất nhiều, bất quá phần lớn đều là một chút dê cấp ma thú, vẫn tương đối ôn hòa một loại kia. Dù sao ma thú cùng nhân loại thuộc về đối địch Có rất ít cường đại ma thú nguyện ý làm nhân loại thông linh thú Nhìn đến đây Tô Bạch đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng Cái kia liền là trên cái thế giới này thông linh thú giống như không thể nghịch hướng thông linh Nghịch hành thông linh Cái này tại nguyên tắc bên trong tính là một loại khá mạnh bảo mệnh năng lực Tỷ như Jiraiya Dựa vào núi cốc đi khắp toàn bộ giới ninja Cuối cùng nếu không phải không phải muốn biết rõ ràng tên bí mật cũng sẽ không chết trực tiếp một cái nghịch hướng thông linh chạy trốn sợ rằng cũng ngăn không được hắn. Bất quá lam tinh bên trên lại chưa nghe nói qua nghịch hướng thông linh, chí ít tô bạch không có ở trên mạng gặp qua. Nghĩ tới đây, hắn hỏi trữ viễn một câu, trữ ca, ngươi nghe qua nghịch hướng thông linh sao? Nghịch hướng thông linh? Có ý tứ gì? Thông linh thú tướng nên gia truyện tống đến nó bên người. Đúng. Tô Bạch nghiêm túc gật đầu, cảm thấy vấn đề này rất trọng yếu trữ viễn sờ lên trên cổ mặt sẹo suy nghĩ một chút không có chứ ma thú mặc dù cũng biết một ít đơn giản nhẫn thuật nhưng chúng nó sẽ không kết ấn chỉ có thể nương tựa theo cường hoành thể phách cưỡng ép phóng thích thông linh thuộc loại này nhẫn thuật bọn chúng không dùng đến a à. không nói những thứ này lý ca bọn hắn tới chúng ta đi qua đi trữ viễn nói xong chỉ vào nơi xa một nam một nữ nói ra mang theo hai người đi đến hai người đi theo trữ viễn phía sau hạ tình tuyết lặng lẽ lôi kéo tô bạch ống tay áo nhỏ giọng nói tô bạch nghịch hướng thông linh chỗ tốt cũng không chỉ là ngươi nghĩ ra a à, phụ thân ta đã từng cũng cùng một chút cường đại thượng nhẫn ninja từng nghiên cứu qua chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì thu hoạch ngay cả phụ thân ngươi cũng không có thu hoạch vậy xem ra chính là không có thân phận của hạ hoàng không phải bí mật hắn tại toàn bộ dương thành đều tính người mạnh nhất nếu là hắn cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch vậy cái này, bung, năng lực tại Lam Tinh bên trên chính là không có. Không sai, tại Tô Bạch trong mắt nghịch hướng thông linh liền là một cái bung. Cái này nhẫn thuật đơn giản quá mạnh, hắn cảm thấy chỉ cần là có được nghịch hướng thông linh ninja không phải mình muốn chết gặp được nguy hiểm bình thường đều có thể chạy trốn được. Thử nghĩ một hồi, nếu như một cái ninja đem hắn thông linh thú đặt ở chỗ an toàn. Các loại chính hắn gặp phải nguy hiểm thông qua khoa học kỹ thuật lực lượng thông tri hắn thông linh thú thi triển nghịch hướng thông linh, cái kia người ninja này trừ phi lập tức chết bất đắc kỳ tử. Không phải coi như bị hàng ngàn hàng vạn đầu ma thú vây quanh cũng không chết được. Thu hồi tâm tư, tô bạch đi theo trữ viễn đi vào một nam một nữ kia trước mặt. Bọn hắn chính là trữ viễn ninja tiểu đội đồng đội, hỏa động ninja lý lỗi, cùng cảm giác ninja miêu thu. Trên đường trữ viễn đã cho hắn cùng hạ tình tuyết giới thiệu qua, lý lỗi là trung nhẫn, tiểu đội trưởng, sức chiến đấu người mạnh nhất. Miêu thu thì là hạ nhẫn, lý lỗi thê tử, năng lực nhận biết tương đối mạnh, phụ trách toàn bộ tiểu đội vấn đề an toàn. Bất quá cái kia là trước kia, hiện tại có hạ tình tuyết cái này cái bạch nhãn huyết kế người sở hữu, dựa theo trữ viễn ý tứ bọn hắn tiểu đội sinh tồn xuất nhất thiếu đề cao gấp 10 lần. Dù sao, Bạch nhãn cái kia mấy chục cây số quan sát phạm vi cũng không phải đùa giỡn. Lý ca, miêu tỷ, chúng ta tới. Trữ viễn cười lên tiếng chào. Lý lỗi mang theo miêu thu đi tới, trên mặt đồng dạng mang theo tiếu dung. Ba người tại cùng một cái ninja tiểu đội mấy năm, sinh sinh tử tử đã trải qua không biết nhiều thiếu cuộc chiến đấu, đã sớm là quá mệnh giao tình, cho nên làm trữ viễn đưa ra muốn dẫn tô bạch đến rèn luyện lúc hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Đây cũng chính là trữ viễn, đổi người bình thường lý lỗi thật đúng là không nguyện ý đáp ứng. Dẫn người đi đất chết khu lịch luyện cũng không phải một chuyện đơn giản, còn lại là một cái ngay cả ma thú đều chưa từng gặp qua người mới, làm không cẩn thận liền sẽ liên lụy toàn bộ tiểu đội. Bất quá để lý lỗi không nghĩ tới chính là Trữ viễn không chỉ có mang đến cô hạ, còn mang đến một cái bạch nhãn huyết kế niên gia, cái này khiến hắn vui mừng quá đổi. Tại đất chết khu sinh tồn dựa vào là cái gì? dựa vào là liền là sớm phát hiện ma thú, lựa chọn săn giết vẫn là chạy trốn, sợ nhất liền là đột nhiên bị ma thú tập kích. Thân làm một cái thường xuyên tại đất chết khu du tẩu trung nhẫn, lý lỗi gặp quá nhiều bị ma thú đánh lén đoàn diệt tiểu đội. Có chút ma thú phi thường giảo hoạt, bọn chúng biết trong nhân loại có cảm giác ninja tồn tại, cho nên học xong che đậy mình trát ra ba động, giấu giếm được cảm giác ninja cảm giác lực. Từ đó đối ninja tiểu đội tiến hành đánh lén, nhất kích tất sát cái này khiến không thiếu ninja đều rất là đau đầu mỗi lần gặp được chuyện như vậy cái khác ninja nghe xong ngoại trừ thở dài một tiếng cầu nguyện mình tiểu đội không cần xui xẻo như vậy bên ngoài không còn gì khác biện pháp bất quá loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở có được bạch nhãn huyết kế ninja trong tiểu đội ma thú lại thế nào giả hoạt cũng chạy không thoát bạch nhãn cái kia kinh người sức quan sát có được bạch nhãn ninja tiểu đội tại mấy chục cây số bên ngoài liền có thể phát hiện phía trước ma thú từ đó phán đoán ma thú thực lực, quyết định là săn giết vẫn là đường vòng, quyền chủ động giữ tại trong tay mình. Bất quá cũng chính bởi vì cái này nghịch thiên sức quan sát Bạch Nhãn mới bị đông đảo ninja truy phủng, mỗi một vị ninja đều hy vọng mình có thể có được một tên Bạch Nhãn huyết kế đồng đội, đề cao giả ngoại sinh tồn suất. Mà thường thường có được Bạch Nhãn huyết kế đều là một chút thực lực cường đại ninja tiểu đội, lý lỗi trước kia nằm mơ đều không nghĩ tới mình tiểu đội có một ngày cũng có thể xuất hiện một đôi Bạch Nhãn ha ha tại hạ lý lỗi hoan nghênh tô tiên sinh cùng hạ tiểu thư gia nhập tiểu đội của ta lý lỗi cười to lên khách khí đưa tay lý ca quá khách khí ngài gọi ta tô bạch là được đúng thế đã tất cả mọi người là đồng đội lý ca liền gọi ta tình tuyết a tô bạch lập tức nắm chặt lý lỗi tay hạ tình tuyết mỉm cười tô bạch biết mình bây giờ có thể bị trữ ca mang ra lịch luyện đây là đang chiếu cố mình đây là ân tình ngày sau phải trả Ha ha, vậy ta liền nhờ đại để cho các ngươi gọi ta Lý Ca. Lý lỗi dáng người cường tráng, thân trên nắng tay bên ngoài trần trụi trên cánh tay có thật nhiều vết sẹo, xem xét liền là thân kinh bách chiến. Hắn kéo qua Miêu Thu, cho hai người giới thiệu. Miêu Thu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nói chuyện rất ôn nhu, mấy người quen thuộc một cái liền lên lý lỗi xe. Đây là một cổ đi qua cải tiến Tika, phòng điều khiển không thay đổi gì, ngồi lên năm người vừa vặn nhưng thùng xe rất lớn, phía trên có thật nhiều khô cạn huyết kế, nhìn ra được lý lỗi bình thường không dùng một phần nhỏ xe này lượng một chút thi thể của ma thú. Xe Pika mở ra căn cứ thành phố, thuận một đầu coi như miễn cưỡng có thể xe thể thao nhựa đường đường một mực hướng bắc mở, bên đường cao lớn cỏ cây cùng bỏ hoang phòng ốc khắp nơi có thể thấy được, cùng căn cứ thành phố phồn hoa hình thành sự trên lệch rõ ràng. Lần này chúng ta muốn đi địa phương là khoảng cách Dương Thành căn cứ thành phố 20 km tả hữu huyện khu, nơi đó hoạt động trên cơ bản đều là một chút dây cấp ma thú, rất thích hợp chúng ta tiểu đội săn giết. Trên xe, trữ viễn cho Tô Bạch cùng hạ tình tuyết phổ cập khoa học. Làm một chi thâm niên ninja tiểu đội, trữ viễn bọn hắn sớm đã đem Dương Thành căn cứ thành phố tình huống xung quanh mò thấy. Ở đâu là ma thú cấp cao phạm vi hoạt động, ở đâu là cấp thấp ma thú phạm vi hoạt động. Trong lòng bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút tình huống đặc biệt, tỷ như ma thú đi ra lãnh địa của mình, đột nhiên xuất hiện tại một nơi nào đó. Bất quá tình huống như vậy rất ít, bình thường sẽ không phát sinh. Tô Bạch cùng Hạ Tình Tuyết đều tại yên tĩnh lắng nghe, đây đều là trong sách vở không học được đồ vật, chỉ có trữ viễn loại này thường xuyên xuất nhập đất chết khu người mới có kinh nghiệm. Ra căn cứ thành phố đường rất khó đi căn cứ thành phố bên ngoài đã bị nhân loại từ bỏ hơn 200 năm, lại cứng rắn đường cái cũng sinh ra đường đạo liệt ngân. Với lại càng là xâm nhập đất chết khu trên đường sụp đổ phòng ốc thì càng nhiều, Tô Bạch phát hiện có trên phòng ốc rõ ràng có thể nhìn ra từng đạo vết trảo, còn có hư hư thực thực bị ma thú xô ra lỗ lớn. 20 km đường lý lỗi mở sắp đến một giờ mới đến, hắn đem xe Pika đặt ở một nhà tận thế trước cửa hàng cổng, mấy người lập tức xuống xe kề bên này đã có ma thú hoạt động dấu hiệu cổ xe tạp âm quá lớn dễ dàng bại lộ còn lại phải nhờ vào chính chúng ta đi lý lỗi nói xong dẫn đầu hướng về ra sân đỉnh chấp đi đến sau một lát mấy người đi tới cửa hàng mái nhà nhìn một cái chung quanh ngoại trừ bỏ hoang cao ốc liền là sinh trưởng tốt cỏ cây không có bất kỳ vật gì trữ viễn nhìn hạ tình tuyết một chút mong đợi nói tình tuyết nhìn ngươi để cho chúng ta cũng hưởng thụ một chút có được bạch nhãn đồng đội tiện lợi chỗ a Lý lỗi cùng Miêu Thu nghe xong đều cười, đều có chút chờ mong. Ba người bọn họ trước kia phải dựa vào Miêu Thu cảm giác lực xâm nhập ma thú hoạt động khu mới có thể phát hiện ma thú tung tích, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn đến tiểu đội đoàn diệt. Hạ tình tuyết gật đầu cười cười, lập tức mở ra bạch nhãn, cái kia kinh người sức quan sát lập tức hiện ra hiệu quả. Phía đông nam ước 6 km chỗ có một đầu thiết giác dê, dê cấp, 8 km chỗ có một đầu đen lân ngựa, dê cấp phía đông bắc 20 km bên trong không có ma thú. Hướng tây bắc 20 km bên trong không có ma thú. Phía tây nam ma thú cách chúng ta gần nhất, ba cây số bên trong hết thảy có năm đầu thỏ tai dài, dê cấp. Hạ Tình Tuyết tựa như một đài tinh vi máy móc, tinh chuẩn báo ra mỗi một cái phương vị ma thú vị trí, Lý Lỗi ba người nghe xong không khỏi cảm thán. Bạch Nhãn liền là tốt, quá mạnh. Đúng vậy a. À trước kia ba người chúng ta vì tìm kiếm một đầu ma thú nói ít cũng phải hao phí ba ngày có tình tuyết về sau trong chốc lát liền đem tất cả ma thú vị trí đều xác định bạch nhãn thật sự là quá thuận tiện hạ tình tuyết nghe đám người khích lệ có chút xấu hổ hỏi đội trưởng chúng ta bây giờ đi nơi nào ha ha đương nhiên là đi phía tây nam trước để các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thấy chút máu lại nói lý lỗi tâm tình thật tốt phía dưới mở trò đùa đám người nghe xong liên tiếp gật đầu Phía tây nam, đó chính là thỏ tai dài vị trí. Mà thỏ tai dài, chính là cửu châu học phủ nhập học khảo hạch. Tô Bạch cùng hạ tình tuyết liếc nhau, đều thấy được hai trong mắt người một màn kia chờ mong. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Một nhóm năm người tại hạ tình tuyết chỉ dẫn hạ hướng tây nam phương đi tiếp ước chừng một km tả hữu, rốt cục gặp được chuyến này con mồi, thỏ tai dài bốn người ngay phía trước trăm mét có hơn một cái da lông bên trên trắng đen xen kẽ dài ước chừng năm mét cao hai mễ da thỏ bộ dáng ma thú chính ghé vào một nhà sụp đổ một nửa bệnh viện bên cạnh nghỉ ngơi đây chính là ta bình thường thích ăn thỏ tai dài a thật đáng yêu hạ tình tuyết kinh hô nàng trước kia chỉ ở trên bàn cơm gặp qua thỏ tai dài tô bạch cũng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm con này đại con thỏ đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma thú Triệu viễn đi vào bên cạnh hai người, sụ mặt nói ra. Đã các ngươi cùng ta ra đến rèn luyện liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, nơi này không phải trường học, không phải làm sai đề còn có đổi cơ hội. Nơi này là đất chết, một đạo phạm sai lầm liền đại biểu tử vong, cho nên ta nói thế nào các ngươi liền làm như thế đó, hiểu chưa? Minh Bạch, ít 2 Cái này con thỏ trắc ra đại khái tại 70 thẻ tả hữu, không biết bất kỳ nhẫn thuật, sẽ chỉ ngây ngốc dùng thân thể công kích, ta trước cho các ngươi làm làm mẫu, nhìn kỹ. Thỏ tai dài có thể nói là tất cả ma thú bên trong yếu nhất tồn tại. Ngoại trừ thân thể khổng lồ, trong cơ thể trắc ra tiếp cận trung những bên ngoài không biết bất kỳ nhẫn thuật, chỉ cần biết một chút nhẫn thuật hạ nhẫn có thể vượt qua trong lòng đối ma thú sợ hãi liền có thể đối phó. Trữ viễn nghĩ thầm hai người lần đầu tiên tới đất chết khu vẫn là cho bọn hắn làm làm mẫu, để bọn hắn tốt có cái chuẩn bị. Tốt. Ừ cái này con thỏ thật lớn đâu, thật là có chút sợ. Cô Bạch cùng hạ tình tuyết gật đầu, nhìn xem trữ viễn đến gần thỏ tai dài. Đi thôi, lại tới gần một điểm, dạng này các ngươi nhìn càng thêm rõ ràng. Lý lỗi chào hỏi một tiếng, mang theo hai người đi tới khoảng cách thỏ tai dài ước chừng khoảng 20 mét địa phương dừng lại. Lúc này thỏ tai dài đã phát hiện động tĩnh bên này, chỉ thấy nó thân thể khổng lồ chậm rãi bò lên, cảnh giác nhìn chầm chầm đi tới trữ viễn, tự hồ biết người này không dễ chọc ttt thỏ tai dài công lên cái kia uống nhất lượng việc giả xa thân thể trong miệng phát ra tt cảnh cáo thanh âm tự hồ tại cảnh cáo trữ viễn mau chóng rời đi lãnh địa của nó trữ viễn không có sử dụng nhẫn thuật hắn định dùng thể thuật để tô bạch cùng hạ tình tuyết xem thật kỹ một chút thỏ tai dài phương thức công kích tới đi con thỏ phối hợp một chút một hồi cho ngươi một thống khoái trữ viễn ngoắc ngón tay thỏ tai dài tự hồ nhận lấy khiêu khích, lập tức đối hắn tức giận xông tới. Đối mặt thỏ tai dài công kích trữ viễn một mặt bình tĩnh nhảy lên 4-5 mét, thỏ tai dài tại hắn thân vọt tới, thấy không có đụng vào mục tiêu lập tức quay đầu. Đây là thỏ tai dài ngoại trừ dùng răng cắn xé bên ngoài duy nhất phương thức công kích, tốc độ không tính nhanh, chỉ cần không khẩn trương là một cái hạ nhẫn liền có thể tránh thoát. Trữ viễn cao giọng hô, cho hai người hiện trường dạy học. Tô Bạch cùng hạ tình tuyết mở to hai mắt nhìn, Hai người một cái bạch nhãn, một cái sa gan, cẩn thận quan sát thỏ tai dài phương thức công kích. Quả nhiên là, lý lỗi nhìn thấy tô bạch sa gan con ngươi co rụt lại, cùng thê tử miêu thu liếc nhau. Trữ viễn tiếp tục dạy học, hai người học say sưa ngon lành, đây chính là trong trường học không học được đồ vật A. Trữ viễn tới tới lui lui treo đồ thỏ tai dài không sai biệt lắm nhanh 10 phút đồng hồ, lúc này mới thét lên, tô bạch, tình tuyết, tới cái này con thỏ giao cho các ngươi. Tốt. Hai người đồng thời lên tiếng, tấp tốc chạy tới đem thỏ tai dài vây quanh. TTT. Thỏ tai dài phát ra lo lắng tiếng kêu, nó bị hai người con mắt chầm chầm đến có chút sợ hãi trong lòng, cảm thấy có đại khủng bố. Trữ viễn thối lui, tô bạch lập tức bổ sung vị trí của hắn, ngăn tại thỏ tai dài ngay phía trước. Tình tuyết, ta đến hấp dẫn nó, ngươi dùng nhu quyền phá hư kinh mạch của nó. Tốt. Hạ tình tuyết đôi mắt đẹp cái khác kinh mạch có chút nâng lên, đây là nàng phát động xem thường. Nói thật ra, giờ phút này tô bạch đứng tại con này cao 2 mét, dài 5 mét to lớn con thỏ phía trước trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Thỏ tai dài vô luận là cái kia thân thể khổng lồ, vẫn là cái kia tràn ngập khổng lồ trát ra đều để hắn hô hấp có chút không khoái. Vừa mới nhìn trữ ca trêu đùa cái này con thỏ còn cảm thấy không có gì, nhưng tự mình đứng ở trước mặt nó sau mới cảm giác được nó đáng sợ. Tô Bạch dùng sa gan chăm chú nhìn thỏ tai dài. Thỏ tai dài tốc độ đối với hắn mà nói không tính là gì, sa gan tựa như có chậm thả công năng, lại tốc độ nhanh hắn cũng có thể thấy rõ. Chỉ bất quá chỉ là đầu óc kịp phản ứng, thân thể lại theo không kịp. Thỏ tai dài gặp trữ viễn rời đi, lập tức hướng Tô Bạch khởi xướng công kích, giống một cỗ xe con mất khống chế vọt tới, Tô Bạch cảm thấy tốc độ của nó tối thiểu nhất đạt đến 200 mã. Thật nhanh. Tô Bạch lần thứ nhất đối mặt ma thú, trong lòng căng thẳng trương chậm một nhịp, nhìn trữ viễn kém một chút xuất thủ. Bất quá may mắn hắn kịp thời phản ứng lại, một cái lắc mình tránh đi thỏ tai dài công kích, thỏ tai dài thân thể khổng lồ kia đâm vào phía sau hắn bệnh viện trên vách tường. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Nhà này 200 năm trước xi măng cốt thép vách tường bị thỏ tai dài va sụp, cái kia lực đạo nhìn Tô Bạch một trận hải hùng khiếp vía cái này muốn là mình vừa mới không có kịp thời né tránh sợ rằng sẽ bị đụng thành thịt nát a à. hạ tình tuyết cũng khẩn trương tại tô bạch hấp dẫn thỏ tai dài thời điểm nàng vậy mà không có trước tiên xuất thủ ha ha cỡ nào non nớt tiểu gia hỏa a à, nhìn thấy bọn hắn liền nghĩ tới mình trước kia a à. ngoài ba cây số một người đầu trọc nam tử ngồi tại một tòa cao ốc trên lầu chót cười ha ha hắn một đôi bạch nhãn đem tô bạch cùng hạ tình tuyết phản ứng nhìn nhất thanh nhị sở chính là hạ hoàng phái tới bảo hộ nữ nhi hạ lăng, hạ gia đệ nhị cường giả. Cười xong hắn sờ lên cái cầm, trong lòng có chút kỳ quái. Cái này tô bạch tiểu tử sa rin gan mở có mười mấy phút đi. Bằng hắn một cái hạ nhẫn vậy mà có thể làm đến nước này. Hắn vì cái gì không có bị sa rin gan cái kia to lớn tinh thần tiêu hao phản vệ. Chẳng lẽ là trời sinh tinh thần lực cường đại. Lúc này trong mắt hắn tô bạch cùng hạ tình tuyết hai người chính chật vật tránh né thỏ tai dài công kích. Các ngươi hai cái đang nhìn chỗ nào? Nó sau lưng các ngươi. Tô Bạch ngươi làm gì? Ta nói qua không cho phép kết ấn a, cho lão tử bằng thể thuật cùng nó quần nhau. Hạ Tình Tuyết, ngươi đang cho lỗ tai dài gãi ngứa ngứa sao? Dùng ngươi nhu quyền hung hăng công kích nó a. Một bên trữ Viễn đứng tại hai người cách đó không xa nghiêm nghị trống to. Hắn tự hồ lại khôi phục trong ngày thường cái kia nghiêm khắc chữ lão sư, dạy bảo hai người nên như thế nào đối mặt ma thú phanh tô bạch chật vật đánh cái lăn lộn lại một lần nữa tránh đi thỏ tai dài công kích hạ tình tuyết vội vàng chạy đến bên cạnh hắn tô bạch ngươi không sao chứ không có việc gì tô bạch từ dưới đất bò dậy cười khổ một tiếng trữ viễn yêu cầu mình cùng tình tuyết chỉ có thể dùng thể thuật để chiến đấu hắn có chừng chút minh bạch tại sao lý lỗi nhìn xem một màn này cười hai tiểu gia hỏa này thiên phú cũng không tệ sau năm đó ta nhưng tốt hơn nhiều liền là lá gan có chút ít cắt khi đó là ai nói với ta lần thứ nhất gặp phải ma thú kém chút dọa nước tiểu miêu thu trợn nhìn lý lỗi một chút cái sau lập tức cười to che giấu xấu hổ miêu thu nói xong lại có chút bận tâm nhìn về phía trữ viễn tiểu viễn bọn hắn đã kiên trì ba phút ta nhìn lần này huấn luyện trước như vậy đi không vội hai người này còn chưa tới cực hạn chờ một chút trữ viễn nghiêm túc nhìn chầm chầm cùng thỏ tai dài truyền đấu hai người trong lòng bàn tay ẩn ẩn lóe ra lôi quang miệng bên trong tiếp tục lớn tiếng quát lớn chỉ trích khuyết điểm của bọn hắn bất quá hắn mặc dù ngoài miệng nói chuyện không khách khí nhưng trong lòng vẫn là đối hai người biểu hiện rất hài lòng hắn biết mỗi cái ninja lần thứ nhất đối mặt ma thú lúc đều sẽ khẩn trương đây là người bình thường phản ứng nếu là nhìn thấy ma thú không khẩn trương đó mới gọi không bình thường hiện tại Tô Bạch cùng Hạ Tình Tuyết đã càng ngày càng thuần thục tránh né thỏ tai dài công kích. Cũng không phải là hai người năng lực tiếp nhận mạnh bao nhiêu, mà là bọn hắn hai người ánh mắt chiếm cứ tiên thiên tính ưu thế. Có thể thấy rõ ràng thỏ tai dài mỗi một cái động tác, lưu cho hai người phản ứng thời gian so với bình thường ninja gia muốn dài. Ước chừng 10 phút sau, hai người cơ hồ đã có thể dùng bình thường tâm tính đối mặt thỏ tai dài, lúc này trữ viễn đột nhiên hô to, hiện tại ta cho phép các ngươi dùng tất cả thủ đoạn giải quyết nó. Là, trữ ca. Hai người lớn tiếng đáp lại một câu, sớm đã bị thỏ tai dài công kích làm có chút nổi nóng. Tình tuyết, giao cho ta. Tô Bạch hai tay phi tốc kết ấn, hạ tình tuyết lập tức thối lui. Thổ độn, tâm trung trảm thủ chi thuật. Sư. Kết ấn hoàn thành, cô Bạch trong nháy mắt cả người tại biến mất tại chỗ không thấy, cơ hồ là trong chốc lát hắn liền xuất hiện thỏ tai dài dưới chân, một phát bắt được nó đùi thỏ đem cái kia thân thể cao lớn kéo vào trong đất. TTT Lỗ tai dài tại trong đất ra sức dãy dụa. Cái này dù sao cũng là ma thú, thân thể muốn so với nhân loại cường không biết gấp bao nhiêu lần, tâm trung trảm thủ chi thuật, còn khốn không được nó, mắt thấy thỏ tai dài liền muốn thoát khốn. Ngay tại hạ tình tuyết muốn tiến lên trợ giúp cô bạch bổ đao lúc, cô bạch hai tay lần nữa kết ấn, một đôi màu đỏ tư sa rin gan đối mặt thỏ tai dài cái kia một đôi đèn xe đại ánh mắt ma huyễn gây nại lạc kiến chi thuật ông ông thỏ tai dài đột nhiên thân thể cứng ngắc toàn thân lông tóc dựng ngược hai cái to lớn thỏ trong mắt con ngươi không nhúc nhích phản phất chết cái này nhìn thấy một màn này bốn người đều sửng sốt tô bạch dùng chính là dê cấp huyễn thuật a thế mà đối ma thú tạo nên tác dụng lý lỗi không xác định nói ra mọi người đều biết huyễn thuật tại lam tinh là bị tất cả ninja công nhận kém nhất vô dụng nhất lúc này tô bạch không thua gì đổi mới bốn người nhận biết một cái hạ nhẫn vậy mà dùng huyễn thuật làm rất một cái dê cấp ma thú cái này quả thực là thiên phương dạ đàm a tô bạch trong tay dẫn theo một thanh tối trường đao màu vàng ống tại thỏ tai dài trên cổ hung hăng vạch ra một đường vết rách Xuy suy thỏ tai dài trên cổ lập tức máu chảy ồ ạt Máu đỏ tươi phun ra đi xa mười mấy mét, đem tô bạch nửa người đều nhuộm đỏ. TTT 7 Thỏ tai dài điên cuồng dãy dụa, tần trước khi nguy cơ tử vong để nó từ huyễn cảnh bên trong tỉnh ngộ lại. Nhưng đã muộn, nó vết thương trên cổ quá lớn, bất quá ba phút con này dây cấp ma thú liền triệt để lành lạnh. Ta giết một đầu ma thú. Tô Bạch nhìn xem ngã trên mặt đất thân thể cứng ngắc lỗ tai dài thỏ kinh ngạc ngẩn người, nhịp tim có chút gia tốc hắn mặc dù đi vào trên cái thế giới này đã đã mấy ngày đối ma thú từ ban sơ chấn kinh càng về sau tiếp nhận nhìn như đã bình tĩnh nhưng khi hắn chân chính săn giết một đầu ma thú về sau hắn mới phát hiện mình không nghĩ dễ dàng như vậy tiếp nhận lúc này trữ viễn đi tới vỗ vỗ tô bạch bả vai cảm giác thế nào có phải hay không cảm thấy có chút khó tin trữ ca xác thực phản phất giống như nằm mơ không nghĩ tới ta cũng có thể giết ma thú Tô Bạch Thanh Âm trầm giọng nói. Trữ Viễn nở nụ cười. Từ từ sẽ đến. Ai vừa mới bắt đầu đều là như thế này. Chờ sau này ngươi thành thói quen. Trữ Viễn nhiều năm Ninja kiếp sống để hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Cũng không phải là hết thảy mọi người sinh ra tới liền có một viên đại trái tim, có rất mạnh năng lực tiếp nhận. Ninja tại lần thứ nhất săn giết ma thú lúc biểu hiện được còn không bằng Tô Bạch, có thậm chí sẽ choáng đầu nôn mửa, toàn thân sụi lơ. Tô Bạch Chí ít lúc này còn có thể đứng. Hạ Tình Tuyết cũng có chút ngẩn người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mừng rỡ chạy đến Tô Bạch bên người. Tô Bạch, ngươi thật lợi hại, vậy mà một mình săn giết một đầu ma thú. Ha ha, không có trước ngươi đối thỏ tai dài công kích ta muốn săn giết nó cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Tô Bạch lắc đầu, đem trường đao bên trên huyết kế lau đi. Theo sát lấy ánh mắt nhìn chầm chầm thỏ tai dài thi thể, mừng rỡ trong lòng trước mắt đây chính là một đầu dê cấp ma thú A. Ban đầu ở trung tâm chợ ma thú thịt nướng cửa hàng một đầu thỏ tai dài bắp chân liền có thể bán được 20.000 đồng liên bang. Tuy nói cái kia quán cơm có cao cấp tiêu phí nguyên nhân, giá thị trường cũng không có mắc như vậy. Nhưng theo Tô Bạch lý giải, những cái kia đám lái buôn thu mua thỏ tai dài thịt một cân cũng chạy đến hơn ngàn đồng liên bang. Hơn ngàn đồng liên bang là khái niệm gì? Ba cân tương đương mẫu thân một cái suki thu nhập. 5 cân tương đương phụ thân một cái suki thu nhập Trước mắt đầu này thỏ tay dài nặng bao nhiêu Lớn như vậy hình thể chỉ sợ ít nhất có 2 tấn đi Coi như đi đi xương cốt thả lấy máu Lại loại bỏ một chút lợi lộc nội tạng thuần thịt cũng phải có 1 tấn A 1 tấn 2 ngàn cân 2 triệu đồng liên bang đơn giản như vậy liền tới tay Phụ mẫu không ăn không uống hơn 20 năm thu nhập Tô bạch đầu óc vang ong ong giờ phút này tâm tình của hắn sau thu hoạch được cái kia ba quyển nhẫn thuật quyển trục lúc còn kích động hơn dù sao đây là hắn bằng năng lực chính mình săn z a mặc dù trung tâm thành phố một phòng nhỏ ít nhất phải bán được hơn trăm triệu đồng liên bang nhưng tô bạch cảm thấy hắn cho người nhà mua một phòng nhỏ ngày đó không xa rất nhanh liền có thể thực hiện nhỏ yếu nhất thỏ tai dài giá trị ngay tại hai triệu đồng liên bang tả hữu cái kia cường đại hơn ma thú đâu Hệ thống tồn tại để Tô Bạch rất có lòng tin tại trong ngắn hạn mạnh lên. Có lẽ ta có thể tại cửu châu học phủ mở đầu khóa học trước là có thể đem người nhà sắp xếp cẩn thận. Giờ phút này Tô Bạch ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm thỏ tai dài thi thể, trong lòng tràn ngập giả vọng. Nửa ngày sau. Nhu quyền. Quanh. Hạ tình tuyết một đôi mắt đẹp bên cạnh nổi gân xanh, gia truyền thể thuật nhu quyền phối hợp với có thể xem thấu nhục thể kinh mạch bạch nhãn, đem một đầu thỏ tai dài đánh cho tàn phế, co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Bác quái không chưởng. Hạ tình tuyết một tiếng duyên dáng gọi to, bàn tay cách không đối đã không thể động đậy thỏ tai dài đầu đánh tới. Quanh. Thỏ tai dài đầu nhận công kích lập tức sụp đổ một khối, theo sát lấy thất khiếu chảy máu, tứ chi mãnh liệt vùng vẫy mấy lần liền bất động. Hạ tình tuyết cất kỹ công kích tư thế, chậm rãi thở ra một hơi, bình phục một cái tâm tình khẩn trương chúc mừng ngươi tình tuyết một mình săn giết một đầu thỏ tai dài tô bạch cười từ đằng xa đi tới hạ tình tuyết đối với hắn lắc đầu chân thành nói ta vẫn là không bằng ngươi lợi hại đầu này con thỏ cùng ta dây dưa quá lâu nào giống ngươi một cái huyễn thuật xuống dưới ma thú này liền thành dê đợi làm thịt mặc cho từ ngươi giết nàng cầm tô bạch cùng mình so sánh dưới tô bạch săn giết thỏ tai dài toàn bộ quá trình ngay cả một phút đồng hồ cũng chưa tới tâm trung trảm thủ chi thuật để thỏ tai dài hãm xuống lòng đất không thể trốn chạy, nại lạc kiến chi thuật lại để cho thỏ tai dài lâm vào huyễn thuật bên trong, căn bản là không có cách đối với ngoại giới công kích làm ra bất kỳ phản ứng nào. Sau đó Tô Bạch giơ tay chém xuống kết quả thỏ tai dài, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhưng mình đâu? Bạch nhãn phối hợp nhu quyền, tăng thêm mới vừa cùng phụ thân học được bác quái không trưởng đều cùng đầu này thỏ tai dài trọn vẹn ác chiến 20 phút mới đưa nó cầm xuống. Mình vẫn là quá yếu a. À. Có lẽ tô bạch Sharingan mới là thứ nhất nhãn thuật huyết kế đâu. Hạ tình tuyết nhìn xem tô bạch con mắt ở trong lòng nghĩ đến. Mặc dù giờ phút này tô bạch cũng không có mở ra Sharingan, nhưng nữ hài lại lần thứ nhất đối ánh mắt của mình sinh ra một có lòng tin suy nghĩ. Hạ tình tuyết nhìn xem hướng mình đi tới tô bạch, nổi bật thân thể mềm mại có chút phát trung, xinh đẹp trên mặt mang vẻ hoảng sợ. Tô, tô bạch, không cần, ta sợ hãi đừng sợ rất nhanh a à, không cần nha tình tuyết ngươi nhẫn một cái xong ngay đây suy suy sắc bén thanh âm truyền đến hạ tình tuyết dùng trắng nõn tay nhỏ che mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn xem cái này để nàng sợ hãi nam nhân tô bạch chỉ gặp tô bạch dùng trong tay trường đao vụng về phân thây chỉ chốc lát sau lớn như vậy một cái thỏ tai dài thi thể liền bị hắn phân giải tốt dùng năm cái túi sách da rắn sắp xếp gọn phân cởi xuống thịt phóng tới trữ vật quyển trục bên trong tô bạch lau lau rồi một cái trường đao bên trên lưu lại huyết kế hô tốt đây chính là hai triệu đồng liên bang đâu cứ như vậy ném đi quá lãng phí vừa mới hạ tình tuyết vậy mà nói không cần cái này chỉ thi thể của ma thú cái này tại sợ nghèo tô bạch xem ra đơn giản liền là phạm tội bảy cho nên hắn cũng nhịn không được nữa liền hướng phân giải mình đánh bại cái kia thỏ tai dài đem con này đáng thương con thỏ cũng phân giải quẹ thật buồn nôn hạ tình tuyết xoay người nôn mửa miêu thu tiếng lên vỗ vỗ phía sau lưng nàng cười nói tốt loại sự tình này ngươi về sau nhất định phải học được thói quen không phải ăn thiệt thòi miêu tỷ ngươi nói ta biết nhưng thế nhưng là hạ tình tuyết vừa nhìn thấy trên mặt đất đống kia cặn bã thịt nát trong dạ dày liền nổi lên trận trận nôn mửa cảm giác Tô Bạch cố nén muốn ói cảm giác, đi đến nữ hài bên người. Kỳ thật khẩu vị của hắn cũng rất khó chịu, phân giải thi thể động vật loại chuyện này nhìn người khác làm lên đến rất đơn giản, nhưng làm mình tự mình làm thời điểm liền phát hiện kỳ thật phi thường khó khăn. Nhất là dùng đao từng khối từng khối đem trước còn sống sờ sờ một cái động vật xương cốt cùng huyết nhục tách rời tách rời, lại dùng tay móc ra nội tạng. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá sảng khoái. Tình tuyết, chúng ta đã không phải là học sinh, là ninja gia. Niên gia liền phải học được kiên cường, hiểu chưa? Tô Bạch tựa như dỗ tiểu hài an ủi hạ tình tuyết, nữ hài nhìn xem hắn kinh ngạc ngẩn người một lát, sau đó trọng trọng gật đầu. Ha ha trữ viễn, người hai cái này học sinh năng lực tiếp nhận đều rất mạnh mà. Cách đó không xa lý lỗi miệng bên trong ngậm một điếu thuốc, tựa ở một viên dưới cây liễu chế nhạo nói. Trữ viễn phản phất nghe không ra hắn tại là dễu cực mình, cười nói, nói thật lý ca vừa tới đất chết khu cái kia một hồi ta còn lo lắng tình tuyết sẽ phạm công chúa bệnh dù sao nhà nàng thế ưu việt căn bản vốn không cần giống như chúng ta từng bước một dốc sức làm nhưng kết quả ta không nghĩ tới cô nương này tâm thái tốt như vậy ta nói cái gì nàng làm cái gì cái này khiến ta cảm thấy thật bất ngờ a à? đúng vậy a à, ngươi kiểu nói này ngược lại cũng đúng dù sao một người sinh hoạt quỷ tích khác biệt phương pháp làm việc cũng khác biệt mà lý lỗi bắn rớt thuốc lá trong tay đối tô bạch cùng hạ tình tuyết hô một tiếng. Đi thôi, đi về nghỉ một cái. Hai người sau khi nghe được lập tức thu thập một chút, đi theo lý lỗi về tới cất giữ cổ xe cái kia cửa hàng. Đất chết khu mùi máu tươi cùng thi thể sẽ dẫn tới ma thú chú ý, cho nên mấy người không thể không rời đi chiến đấu hiện trường, trở lại khu vực an toàn. Sau 10 phút, mấy người trở về đến cửa hàng mái nhà, bắt đầu ngồi xuống chỉnh đốn. Một đoàn người đi ra đã hơn nửa ngày, bụng đã sớm đói bụng, phân biệt xuất ra riêng phần mình chuẩn bị xong áp suất lương khô ăn. Đó cũng không phải bọn hắn không có đừng đồ ăn, trữ vật quyển trục rất thuận tiện, bên trong coi như thả một cái nhóm lửa nấu cơm bếp lò cũng dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá tại đất chết khu ma thú nhiều lắm, chưa chừng nấu cơm thời điểm liền sẽ dẫn tới ma thú chú ý, cho nên chỉ có thể ăn những này có sẵn đồ ăn. Không đến 10 phút đồng hồ, mấy người liền xong thành ăn, Lý lỗi nhìn về phía Tô Bạch cùng Hạ Tình Tuyết nói ra, hai người các ngươi tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian khôi phục rác ra, buổi chiều chúng ta muốn đi săn giết thiếp giác dê, đến lúc đó liền không có thời gian chiếu cố các ngươi hai cái. Là, Lý Ca. Tô Bạch cùng Hạ Tình Tuyết đồng thời ứng thanh. Hai người đều biết buổi sáng mọi người chỉ là đang bồi mình, nhà tròi, có được trung những ninh gia tiểu đội nhưng chướng mắt thỏ tai dài loại này cấp thấp nhất ma thú. Tô Bạch lưng tựa trên lầu chót bể nước, nhắm mắt trong đầu nhìn xem bản. Âm thuộc tính chỉ kém 2 điểm liền có thể lên tới cấp 5, mà tô bạch trước đó có một chút, tăng thêm hôm nay rạng sáng đổi mới một điểm vừa vặn hai cái. Nguyên bản hắn dự định hôm nay mình vạn nhất đối mặt ma thú lúc rác ra không chiếm ưu thế, đến lúc đó có thể đem điểm thuộc tính lâm thời thêm tại rác ra phía trên ứng đối nguy cơ. Nhưng đi qua buổi sáng cùng thỏ tai dài chiến đấu hắn phát phát hiện mình rác ra hoàn toàn đủ, cho nên hiện tại hắn dự định trước thăng cấp âm thuộc tính, mở ra hai câu ngọc Saringan lại nói. Thêm A, à, nhìn xem hai câu ngọc Saringan có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì. Tâm niệm vừa động, Tô Bạch đem hai cái có thể dùng toàn thêm tại âm thuộc tính phía trên, trước mắt hắn lập tức thổi qua mấy hàng nhắc nhở. Ngươi âm thuộc tính đã thăng cấp. Ngươi Saringan đã tiến hóa. Ngươi thu được phục chế nhẫn thuật. Ngươi thu được thôi miên mắt. Hệ thống tự động đem chuyển đổi thành tăng cường huyễn thuật. Quanh, nhắc nhở vừa mới rơi xuống tô bạch trong đầu không có dấu hiệu thoát ra một cổ huyết sát chi khí kém chút để đầu hắn bạo tạc bất quá theo sát lấy khắc một cổ cường đại tinh thần lực kịp thời bổ sung này mới khiến tô bạch khôi phục bình thường ngoại giới tô bạch sắc mặt bá một cái trợn nhìn đưa tới sức quan sát rất mạnh hạ tình tuyết chú ý tô bạch ngươi ta không sao hơi mệt mà thôi tô bạch vội vàng ngăn lại nàng tiếp tục hỏi thăm những người khác chỉ là nhìn hắn một cái cũng không hề để ý lúc này tô bạch trong lòng như là dời sông lấp biển thật lâu không thể bình tĩnh cái này nghĩ không ra hai câu ngọc sa gan liền có thể phục chế nhẫn thuật hơn nữa còn tăng cường ta huyễn thuật năng lực tô bạch sửng sốt trong nguyên tắc sa gan phục chế nhẫn thuật năng lực tự như là ba câu ngọc mới mở ra a về phần thôi miên mắt tự như là thuộc về huyễn thuật một loại a hệ thống trực tiếp đem chuyển hóa thành tăng cường huyễn thuật ngược lại là thuận tiện. Nhìn như vậy đến Lam Tinh Sharingan mặc dù tác dụng phụ mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng uy lực cũng chắc chắn sẽ không để cho mình thất vọng. Hai câu ngọc liền làm đến trong nguyên tắc ba câu ngọc năng lực. Cái kia mở ra ba câu ngọc sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp thức tỉnh Mangekyo Sharingan năng lực? Câu bạch rất rõ ràng hắn này đôi Sharingan Mangekyo Sharingan là năng lực gì? Đây chính là trong nguyên tắc nhất vô giải nhãn thuật Kamui a. Obito dựa vào một con mắt liền đem toàn bộ giới ninja chơi xoay quanh, ra vào các đại nhẫn thôn như là xem cá ngắm hoa, tiêu sái tự tại. Tuy nói Hashirama tế bào không thể bỏ qua công lao, nhưng chủ yếu nhất vẫn là hắn Mangekyo Sharingan năng lực quá mức biến thái. Nếu như mình mở ra ba câu ngọc liền có thể thu được Mangekyo Sharingan năng lực. Vậy còn không tại chỗ cất cánh dù là chỉ là một bộ phận cũng đủ rồi a à. Hư hóa, dị không gian, Susano, không gian giảo sát. Cái nào một hạng năng lực đều là biến thái bên trong biến thái. Cấp 7 Tô Bạch ánh mắt rơi trong đầu bảng bên trên âm thuộc tính cái kia một hạng. Âm thuộc tính, level 5, 1600 linh 1 trên 3200. Cứ như vậy suy tính cấp tiếp theo cần điểm kinh nghiệm 6400, nếu như dựa vào hệ thống một ngày đổi mới một cái điểm thuộc tính cũng bất quá là thời gian 3 tháng liền có thể thăng cấp. Ân, không dài. Huống chi ta còn có nhiệm vụ, thời gian này khẳng định sẽ rút ngắn. Tô Bạch lại liếc mắt nhìn bản bên trên nhiệm vụ hạng. Nhiệm vụ làm lạnh đếm ngược, 30, 56, 45. Còn có một ngày liền có thể soát nhiệm vụ mới. Tô Bạch biết hắn cái này phục chế những thuật năng lực phải thật lớn vượt qua trong nguyên tắc giá trị bởi vì Lam Tinh Ninja muốn học tập nhẫn thuật nhất định phải thông qua nhẫn thuật quyển trục, nhẫn thuật quyển trục tựa như một cái kiếp nổ, vì Ninja mở ra nhẫn thuật. Nguyên tắc trung nhẫn thuật có thể kế thừa tương truyền, hoặc là một quyển nhẫn thuật quyển trục chỉ cần không hư hao liền có thể không hạn chế học tập. Nhưng Lam Tinh nhẫn thuật quyển trục không được, đều là duy nhất một lần, mỗi một cái nhẫn thuật quyển trục chỉ có thể cung cấp một cái Ninja học tập làm ninja mở ra những thuật quyển trục sau quyển trục bên trong tin tức sẽ xuất hiện tại ninja trong đầu, về sau liền biến thành một quyển quyển trục chưa ghi, đã mất đi giá trị. Mà những thuật quyển trục lại chỉ có thể ở cái kia thần bí lại tràn ngập nguy hiểm bí cảnh bên trong thu hoạch, mỗi một quyển nhẫn thuật quyển trục đều là các ninja trải qua cửu tử nhất sinh từ bí cảnh bên trong mang ra, cái này cũng liền đưa đến những thuật quyển trục giá trị vì sao lại cao như vậy. Một quyển cấp thấp nhất dây cấp quyển trục cũng có thể bán được hơn triệu đồng liên bang. Có phục chế mắt, sau này ta liền có thể thoát khỏi nhẫn thuật quyển trục đối ta bó cánh tay. Cô bạch đè ép trong lòng cuồng hỉ, nắm đấm bóp gắt gao, minh bạch phục chế mắt giá trị không thể đo lường. Có phục chế mắt mình cũng không cần giống đừng ninja tốn hao to lớn đại giới thu hoạch được nhẫn thuật, hay là là bốc lên nguy hiểm tính mạng tại bí cảnh bên trong thăm dò. Hắn có phục chế mắt về sau chỉ cần phục chế những người khác nhẫn thuật là có thể, thậm chí liền ngay cả tu luyện nhẫn thuật thời gian đều tiết kiệm trực tiếp dùng sarin gan phục chế đến liền có thể dùng. Thật muốn lập tức thử một chút a à. Tô Bạch đem ánh mắt nhìn về phía trữ viễn cùng Lý Lỗi. Hai người bọn họ một cái hỏa độn trung nhẫn, một cái càng là danh xưng nhẫn thuật khang hiếm lôi độn hạ nhẫn, là hắn hiện tại phỏng chế tốt nhất mục tiêu. Đợi chút nữa buổi trưa trữ ca cùng Lý ca thời điểm chiến đấu ta liền có thể phục chế, thật sự là chờ mong. Đám người nghỉ ngơi ước chừng chừng một giờ, Lý Lỗi đứng người lên nói ra đều nghỉ ngơi tốt đi thừa dịp trời tối chúng ta phải chạy về căn cứ đi ban đêm đất chết khu càng thêm nguy hiểm nghỉ ngơi tốt tùy thời có thể lấy xuất phát trữ viễn trả lời lý lỗi vậy thì tốt ta an bài một chút chiến đấu giao cho ta cùng trữ viễn còn có Miêu thu tình tuyết phụ trách phát hiện ma thú xác định cảnh vật chung quanh phải chăng tích hợp chiến đấu về phần tô bạch ngươi tạm thời đi theo tình tuyết a Phân phối ta chiếm 45%, trữ viễn chiếm 25%, hạ tình tuyết chiếm 15%, miêu thu chiếm 15%, tô bạch không xuất lực thì không có phân phối số định mức, phân phối như vậy mọi người có đồng ý hay không? Miêu thu, đồng ý. Trữ viễn, đồng ý. Tô bạch, đồng ý. Ba người cũng không có ý kiến. Tô Bạch biết săn giết sắc chân dê mình căn bản giúp không được gì, cho nên đối với lý lỗi phân phối hắn cảm thấy 10 phần công chính. Nỗ lực liền muốn có hồi báo, đồng dạng không có nỗ lực hồi báo cầm ở trong tay sẽ chỉ làm bản thân tâm sinh ấy nấy. Chỉ bất quá đến phiên Hạ Tình Tuyết lúc nàng do dự một chút, Lý ca, ta chỉ là phụ trách điều tra ma thú động tỉnh mà thôi, ngươi cho ta 15% số lượng sẽ có hay không có chút nhiều lắm. Không nhiều. Lý lỗi cười ha ha, Tình Tuyết ngươi quá coi thường tác dụng của ngươi, nếu như không có ngươi bạch nhãn chúng ta nhưng không có lòng tin tại một cái hạ buổi trưa bên trong phát hiện ma thú xác định cảnh vật chung quanh, sau đó buông tay chiến đấu A. Trữ viễn cũng cười nói, tình tuyết ngươi cũng không nên từ chối, Lý ca nói rất đúng, tác dụng của ngươi không thể thiếu, nếu như không phải ngươi vừa gia nhập tiểu đội chúng ta không yên lòng để ngươi chiến đấu, ta thậm chí cảm thấy đến cho ngươi 20% ít lợi cũng không nhiều. Cái này. Vậy được rồi, vậy ta liền nhận lấy. Hạ tình tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nữ hài đưa ánh mắt đắc ý nhìn về phía tô bạch, mang trên mặt vẻ nghịch ngợm, hì hì tô bạch, ta thế nhưng là có 20% số định mức A. A. À. Tô bạch lắc đầu cười khẽ, đám người cũng nở nụ cười, sau đó để nàng bắt đầu điều tra. Lý lỗi, tình tuyết, bắt đầu đi, tốt nhất tìm kiếm lạc đàn thiết giác dê, chung quanh đừng có cái khác ma thú cùng niêm gia. Tốt. Hạ tình tuyết gật đầu, lập tức mở ra bạch nhãn thăm dò. Hướng Tây Bắc 20 km không có phù hợp mục tiêu phía đông nam 20 km không có phù hợp mục tiêu. phía đông bắc 25 km xuất hiện mục tiêu, phụ cận 5 km bên trong không có cái khác ma thú cùng ninja, thích hợp chiến đấu. phía tây nam khoảng cách gần nhất, 15 km chỗ có một đầu thiết giác dê, bất quá tại 7 km ngoài có một chi ninja tiểu đội, dẫn đội ninja ít nhất là trung nhẫn, trắc ra lượng so lý ca ngươi còn muốn khổng lồ. Có hạ tình tuyết bạch nhãn về sau lý lỗi tiểu đội tựa như mở toàn bộ bản đồ thấu thị phụ cận mấy chục cây số bên trong ma thú phân bố tình huống cùng cái khác ninja tiểu đội động tỉnh đều nhất thanh nhị sở điều tra hiệu suất độ cao phi thường nghịch thiên lý lỗi đang nghe truyện trên tv audio cv nghe xong trầm ngâm một chút đi phía đông bắc đi mặc dù xâm nhập đất chết khu sẽ rất nguy hiểm nhưng có tình tuyết bạch nhãn tại chúng ta có thể sớm lẫn tránh ma thú phía tây nam mặc dù cách chúng ta gần nhất nhưng phụ cận có một cái ninja tiểu đội vạn nhất bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham ra tay với chúng ta liền phiền toái. Tô Bạch, tình tuyết, các ngươi nhớ kỹ, sau này muốn tại đất chết khu sống sót chỉ cẩn thận ma thú là còn thiếu rất nhiều, các ngươi còn cần cẩn thận cái khác ninja tiểu đội. Đất chết khu ninja ở giữa bởi vì lợi ích chém giết tình huống nhiều lắm, ta nơi này chính là bị ninja đánh lén lưu lại. Lý lỗi nói xong vén quần áo lên lộ ra bên trái xương sườn bên trên một cái vết thương, cái kia rất rõ ràng là dùng lợi khí đâm xuyên tạo thành câu bạch cùng hạ tình tuyết nghe xong lập tức nghiêm túc gật đầu đem hắn sâu nhớ kỹ tại trong lòng đây đều là lý ca dùng máu đổi lấy kinh nghiệm xác định rõ mục tiêu sau đám người lập tức hướng về phía đông bắc tiến lên tốc độ thật nhanh có hạ tình tuyết tại bọn hắn xa xa liền tránh đi trên đường ma thú toàn bộ tiến lên lộ trình phi thường thuận lợi sau một tiếng mấy người cẩn thận nằm ở một tảng đá lớn đằng sau ánh mắt nhìn chằm chằm trăm mét có hơn một cái cao chừng khoảng 8 mét, đang tại cuối đầu gặm ăn một đầu thỏ tai dài thiết giác dê. Con này thiết giác dê hình thể so ta tại trong video nhìn thấy cái kia còn muốn đại hai vòng. Tô Bạch ở trong lòng âm thầm so sánh một chút. Lý lỗi thấp giọng nói ra, Miêu Thu, cảm giác một cái đầu này thiết giác dê thực lực. Ân. Ừ. Miêu Thu nhắm mắt lại, phát huy nàng cảm giác ninja năng khiếu. Chỉ chốc lát sau nàng liền mở mắt. Rất mạnh, con này thiết giác dê trắc ra đại khái tại 500 thẻ tả hữu. 500 thẻ. Tô Bạch cùng Hạ Tình Tuyết nghe xong liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Mình trắc ra lượng hơn 50 lần. Đây là dê cấp ma thú. Lý lỗi cùng trữ viễn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hai người suy tư một chút hung hăng gật đầu. Làm. Thiết giác dê sẽ chỉ xê cấp thủy độn nhẫn thuật Miyurapa, chúng ta cẩn thận một chút săn giết nó dư xài trữ viễn trên cổ người đạo trưởng kia lớn lên vết sẹo giật giật trên mặt hiện lên một vòng vẽ dữ tợn lý lỗi nghe xong cũng gật đầu không sai ta trát ra một trăm sáu thẻ trữ viễn trát ra có chín mươi ba thẻ miêu thu có bốn mươi hai thẻ săn giết từng cái biết dùng mang lực thiết giác dê đã đủ rồi nói xong hắn nhìn về phía tô bạch cùng hạ tình tuyết hai người các ngươi không nên tới gần chúng ta đừng chiến đấu dư ba đánh tới ừ ta minh bạch hạ tình tuyết gật đầu tốt lý ca tô bạch cũng thành thành thật thật lên tiếng chỉ bất quá hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang an bài tốt về sau lý lỗi lập tức mang theo trữ viễn cùng miêu thu tiếp cận thiết giác dê ba người vừa đi ra không bao xa thiết giác dê liền phát hiện bọn hắn be be thiết giác dê tức giận gầm rú một tiếng trên đỉnh đầu cái kia một đôi dài hơn 2 mét cốc hiện ra kim loại sáng bóng hướng ba người vọt tới bắt đầu ông Tô Bạch lập tức mở ra Sharingan, tập trung tinh thần nhìn chầm chầm chiến đấu phía trước. Hai câu ngọc Sharingan vừa mở, lý lỗi ba người cùng thiết giác dê trong cơ thể trát ra lập tức bị hắn xem thấu. Tô Bạch chỉ gặp thiết giác dê trong cơ thể tụ tập được một đoàn khổng lồ trát ra đến miệng bên trong, không có bất kỳ cái gì vận hành lộ tuyến, ngạnh sinh sinh phun ra một cổ trăm mét rộng cự đại thủy lưu. Chính là C cấp nhẫn thuật Miyurapa. Mà lý lỗi trong mắt hắn thì là hai tay kết ấn, trong cơ thể trác ra có thứ tự dựa theo một cái đặc biệt lộ tuyến vận hành lúc này tô bạch cảm thấy sarin gan tiêu hao kịch liệt gia tăng tinh thần lực gánh vác rất lớn bất quá tiêu hao mặc dù kinh người nhưng hai câu ngọc sarin gan cái kia nghịch thiên sức quan sát để hắn thấy rõ lý lỗi mỗi một cái động tác cùng trác ra vận hành lộ tuyến lý lỗi kết một cái ấn hắn liền theo kết một cái ấn lý lỗi trong cơ thể trác ra làm sao vận chuyển hắn liền làm sao vận chuyển Lúc này trong cơ thể hắn cái kia cùng bạo trắc ra bị Sharingan gắt gao đè ép, biến đến vô cùng nhu hòa, để Tô Bạch cảm thấy trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Làm lý lỗi cái cuối cùng ấn hoàn thành, Tô Bạch cũng tơ hồ trong cùng một lúc xong thành công, hai người đồng thời phóng thích nhẫn thuật. Hỏa động Phượng Tiên Hỏa Thuật Hỏa động Phượng Tiên Hỏa Thuật Lý lỗi Phượng Tiên Hỏa Thuật hung hăng công đánh vào thiết giác dê trên thân, mà Tô Bạch Phượng Tiên Hỏa Thuật lại là đem bên cạnh hắn nữ hài cho sợ ngây người. Tô, Tô Bạch, ngươi. Tô Bạch phóng thích xong nhẫn thuật sau đối bên người nữ hài nhất miệng cười một tiếng, hai câu ngọc sa gan có chút tỏa sáng, trước mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Ngươi nắm giữ hỏa động phượng tiên hỏa thuật. Hỏa động phượng tiên hỏa thuật, level 1, 101 trên 200. Nhìn xem bản bên trên mới xuất hiện hỏa động nhẫn thuật, hắn biết mình muốn quật khởi. Phượng tiên hỏa thuật là C cấp hỏa động nhẫn thuật, Thi thuật giả từ trong miệng liên tục phun ra nhiều cái hỏa đoàn công kích địch nhân, có thể đối với địch nhân tạo thành tổn thương, cũng có thể dùng làm phong tẩu vị, là tương đối sử dụng hỏa độn nhẫn thuật. Lý lỗi phượng tiên hỏa thuật liên tục đánh vào cao chừng khoảng 8 mét thiết giác dê trên thân, thiết giác dê lập tức kêu đau kêu thảm. Bè bè. Bất quá sau khi hết thảm thiết giác dê trên thân thể ngoại trừ mấy chỗ cháy đen bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương thế. Súc sinh này, phòng thủ trâu vải lều. Đúng vậy a, à, mỗi lần đều phải từ từ mài chết. Lý Lỗi chữ nhỏ một tiếng, hơi nhún chân nhảy ra hơn 200 mét xa, tránh qua, tránh né thiết giác dê Miyurapa. Thê tử của hắn Miêu Thu cũng đi theo động tác của hắn, dù sao nàng chỉ là một cái cảm giác hạ nhẫn, cũng không am hiểu chiến đấu. Lần này nếu không có điều tra mạnh hơn Bạch Nhãn thay thế vị trí của nàng, nàng khả năng liền đứng tại hạ tình tuyết địa phương. Be be Thiết giác dê gặp nhẫn thuật của mình không có đạt hiệu quả, tức giận gầm rú một tiếng, thân thể khổng lồ đối trữ viễn bạo trùng mà đi. Trữ viễn nhìn xem tức giận xông tới thiết giác dê không có bối rối, hai tay nhanh chóng kết ấn, các loại thiết giác dê cách hắn còn có mười mấy mét lúc, kết ấn xong thành. Lôi động, lôi xà. Sưu sưu. Năm cái dài hơn một mét, toàn thân lóe ra lôi đình rực rỡ hình rắn nhẫn thuật bị trữ viễn cái kia che kín kén tay phải vải ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào thiết giác dê trên đầu, lập tức một trận dòng điện tiếng vang lên. Tư tư. Bè bè. Thiết giác dê thống khổ trống to, đại não bị xê cấp nhẫn thuật, lôi độn, lôi xà, điện thất điên bác đảo, căn bản không thể chú ý đến ngoại giới xảy ra chuyện gì, thân thể dựa vào to lớn quán tính tiếp tục phóng tới trữ viễn. Trữ viễn nguy cấp phía dưới không kịp kết ấn, trực tiếp lộn một cái hiểm lại càng hiểm cùng thiết giác dê cường tráng móng trước sượt qua người dựa vào né tránh về sau hắn cấp tốc kết ứng một cái thuấn thân thuật trong chớp mắt liền đi tới lý lỗi bên người chồng chất ca ngươi nhanh chóng đi tới con này thiết giác dê quá mạnh trữ viễn thấy hai người thảnh thơi tự tại đứng đấy lập tức lật cái bạch nhãn ngụm lớn thở dốc lý lỗi cười ha ha lập tức lần nữa thi triển phượng tiên hỏa thuật đem thiết giác dê dẫn tới một bên miêu thu tiến lên đỡ lấy trữ viễn hỏi tiểu viễn ngươi không sao chứ ta không sao, liền là tiêu hao hơi bị lớn. Trữ viễn hít một hơi thật sâu, bình phục trong cơ thể cuồng bạo trát ra. Miêu thu gật đầu, nàng biết trữ viễn ý tứ. Ba người tại một tiểu đội đã nhiều năm như vậy, trữ viễn nhẫn thuật uy lực gì nàng nhất thanh nhị sở. Vừa mới cái kia, lôi động lôi sạc, bình thường trữ viễn chỉ là thả một đầu, mà vừa rồi hắn vì truy cầu uy lực trọn vẹn thả ra năm đầu, tiêu hao trát ra cũng không chỉ là gia tăng gấp năm lần đơn giản như vậy, đó là thành chỉ số cấp lên cao ngay tại ba người đối mặt đánh lại đánh không chết chỉ có thể chậm rãi tiêu hao thiết giác dê sầu muộn lúc xa xa tô bạch sắc mặt tái nhợt ta dựa vào lúc này mới phục chế hai cái nhẫn thuật tinh thần lực liền không đủ hai câu ngọc sa rin tiêu hao cũng quá lớn a à. hạ tình tuyết viện phản phất vừa mới làm xong loại chuyện đó hai chân như nhũn ra tô bạch một mặt lo lắng ngươi a vừa mở ra hai câu ngọc sa rin đừng loạn như vậy đến nha Thật là. Ta không sao, cái này có thể nhịn thuật a, à, nhiều phục chế một cái là một cái. Tô Bạch cười hắc hắc, hắn lại đem trữ viễn lôi, độn lôi xà nhẫn thuật cho trộn. Khi hắn lần thứ nhất tại nữ hài trước mặt biểu hiện ra hai câu ngọc gan lúc, đồng dạng thân là nhãn thuật huyết kế hạ tình tuyết lập tức liền hiểu. Đây là Tô Bạch gan thăng hoa, diễn sinh ra năng lực mới. Tô Bạch một một học sinh nghèo tại trên mạng thụ thân phận có hạn chế tra không được Saringan tư liệu. Nhưng hạ tình tuyết nhưng khác biệt, nàng thân là Dương Thành huyết kế đại tộc Bạch Nhãn nhất tộc tộc trưởng nữ nhi, thân phận cao quý, kiến thức rộng rãi. Lại thêm nàng những ngày này một mực cuốn lấy phụ thân hỏi thăm Saringan tin tức, nàng lập tức nghĩ đến lời của phụ thân nói. Nữ nhi A, à, Saringan tuy nói tác dụng phụ đáng sợ muốn mạng, nhưng luận nhãn thuật tiềm lực tới nói vi phụ cảm giác so với ta nhóm bạch nhãn phải cường đại hơn, phụ thân trước kia chỉ thấy qua một cái có thể phục chế nhẫn thuật Sharingan người sở hữu. Lúc ấy hạ tình tuyết vội vàng truy vấn người ninja kia về sau thế nào, muốn vì tô bạch nhiều thu hoạch một chút tin tức hữu dụng, kết quả hạ hoàng không có gì bất ngờ xảy ra nói cho nàng người kia cuối cùng chịu không được Sharingan cường đại tinh thần lực tiêu hao điên mất rồi. Cho nên nói ngươi về sau không cần dùng linh tinh cái này chú ngữ chi nhãn, hiểu chưa? Hạ tình tuyết hờn dỗi, quán trách tô bạch. Tô Bạch không quan trọng khoát khoát tay, yên tâm đi, ta cùng những người kia không giống nhau, sẽ không điên mất. Lam tinh bên trên Sharingan sở dĩ được xưng là nguyền rủa chi nhãn cũng là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, nên gia chịu không được mới có thể điên mất. Nhưng mình nhưng khác biệt, có hệ thống tại có thể cho âm thuộc tính vô hạn thêm điểm. Mà hệ thống cũng tại hạn chế mình mở mắt tiết tấu, âm thuộc tính đẳng cấp không đến không cho phép mở mắt kỳ thật liền là đối bảo vệ cho mình. Nếu không mình rất có thể cũng sẽ cùng cái khác Saringan người sở hữu chịu không được to lớn tinh thần lực tiêu hao điên mất. Hạ tình tuyết tại tô bạch bên hông hung hăng nhéo một cái, lộ ra một cái hung ác biểu lộ, thở phì phò nói, thật sự là một cái cưỡng con lừa, mặc kệ ngươi. Tô bạch cái bộ dáng này không quan trọng dáng vẻ kém chút đem nàng tức giận chết, bất quá hạ tình tuyết mặc dù ngoài miệng không khách khí, nhưng vịn tô bạch tay lại là chưa từng buông ra. Tô bạch cười khổ, chỉ có thể gật đầu ứng phó, ngồi dưới đất khôi phục tinh thần lực. Vừa mới chỉ là phục chế hai cái nhẫn thuật mà thôi, tinh thần lực thiếu chút nữa liền tiêu hao sạch. Âm thuộc tính Chỉ sợ về sau thức tỉnh Mangekyo Sharingan cũng còn muốn tiếp tục thêm điểm A. Cảm thán một tiếng, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong đầu bảng Lôi độn, lôi xà, level 1, 101 trên 200. Phục chế mắt liền là ngư bức, ta đều không cần luyện tập nhẫn thuật trực tiếp liền có thể sử dụng. Tô Bạch Đại Hỷ Hắn trước mấy cái nhẫn thuật nắm giữ bắt đầu đều đều là đi qua vài ngày khổ tu, phía sau cùng trên bản xuất hiện mới nhẫn thuật hạng thêm điểm sau thăng đến cấp 1 mới có thể sử dụng. Nhưng hai câu ngọc sa gan đến tốt trực tiếp đem quá trình này bớt đi, nhảy qua tu luyện nhẫn thuật gian nan, trực tiếp đạt tới tăng thêm một điểm sau hiệu quả. Cứ như vậy không chỉ có cho ta tiết kiệm đại lượng tu luyện nhẫn thuật thời gian, càng có thể làm cho ta về sau tại cùng ninja trong chiến đấu chiếm cứ tiên cơ sẽ không phát sinh bị khắc chế tình huống hắn biết ninja cùng ninja ở giữa chiến đấu liền là đấu trí đấu dũng khắc chế lẫn nhau so đấu đối nhẫn thuật nắm giữ trình độ kết ấn tốc độ cùng trát ra các loại mà tô bạch ngạc nhiên phát hiện hắn tại phục chế nhẫn thuật lúc đối phương kết ấn bao nhanh hắn liền kết ấn bao nhanh năng lực này đơn giản quá nghịch thiên lam tin bên trên trát ra tuy nói uy lực kinh người nhưng cùng lúc cũng phi thường cuồng bạo, một cái sơ sẩy liền sẽ bạo thể mà chết, đây cũng là tô bạch kết ấn chậm nguyên nhân. Cũng không phải là hắn liền là đần như vậy, mấy cái ấn muốn kết nửa ngày, mà là kết ấn vốn là dẫn đạo trác ra vận hành lộ tuyến phụ trợ, trác ra lưu chuyển chậm kết ấn lại nhanh cũng một chim dùng, bày mấy thủ thế nhẫn thuật liền đi ra. Nào có chuyện đơn giản như vậy? Nghĩ tới đây, Tô Bạch cảm giác đến tinh thần lực của mình tiêu hao sở dĩ lớn là bởi vì hắn tại phục chế nhẫn thuật lúc Sharingan không chỉ có phục chế đối thủ trác ra lưu chuyển lộ tuyến, đồng thời càng tại áp chế gắt gao lấy trong cơ thể trác ra, để bọn chúng trở nên nghe lời, như là cánh tay của mình sử dụng. Xem ra, rất có cần phải hoa tốn thời gian đi tiến hành cơ sở huấn luyện. Tô Bạch nghĩ đến trong nguyên tắc đạp nước, leo cây các loại cơ sở huấn luyện. Lúc trước hắn trọng tâm toàn thả tại tu luyện nhẫn thuật, tinh luyện trác ra, hoàn thành nhiệm vụ bên trên. Hiện tại Tô Bạch tạm thời không có nhiệm vụ làm, nhẫn thuật lại mới nắm giữ hai cái, cái này có thời gian đi làm cơ sở huấn luyện. Hỏa động hào hỏa cầu thuật Lý lỗi trong miệng thốt ra một cái hơn trăm mét đường kính đại hỏa cầu, hung hăng đối thiết giác dê bay đi. Tình tuyết, nhanh, dìu ta bắt đầu, ta còn có thể phục chế một cái nhẫn thuật. Nhìn thấy mới nhẫn thuật, ngồi dưới đất Tô Bạch có chút gấp, ngay cả vội dãy dụa đứng dậy. Hạ tình tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, tay nhỏ gắt gao đè ép bờ vai của hắn. ngươi không muốn sống a? À? cho ta thành thành thật thật ngồi. ai? nhiều cơ hội tốt a? À? tô bạch một mặt hư thoát dạng còn băng khoan phục chế nhẫn thuật, nhìn hạ tình tuyết cắn răng, đôi bàn tay trắng như phấn tại đầu hắn hung hăng đi lên một cái. đông. muốn phục chế nhẫn thuật ta trở về cho ngươi tìm người để ngươi phục chế cái đủ, được rồi. tô bạch. lôi động lôi xà hỏa động phượng tiên hỏa thuật be be lý lỗi trữ viễn dùng ra mình mạnh nhất nhẫn thuật thiếp giác dê hét thảm một tiếng ngã xuống toàn thân không phải cháy đen liền da thịt bên ngoài lật rốt cục bị hai người mài chết mẹ súc sinh này có thể tính chết rồi mệt chết lão tử trữ viễn trên trán treo mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngồi dưới đất ngụm lớn thở dốc lý lỗi cũng đồng dạng sắc mặt tái nhợt hắn mặc dù là trung nhẫn nhưng tiêu hao cũng không nhỏ dù sao hắn mới là chiến đấu chủ lực. Miêu Thu muốn tốt một chút, nàng vốn chính là cảm giác ninja, bình thường phụ trách hạ tình tuyết cái kia công việc, chiến đấu cũng không am hiểu. Cầm hai cái lớn chừng bàn tay bình sứ, Miêu Thu vội vàng đi vào người trước mặt cho bọn hắn, mau ăn điểm binh lương hoàng, khôi phục một chút rắc ra cùng thể lực A. Binh lương hoàng là nhà khoa học dùng bí cảnh lấy được một loại đặc thù vật chất tăng thêm một chút nhiệt độ cao lượng đồ ăn chế thành, có khôi phục rắc ra cùng thể lực hiệu quả. Bất quá trách ra khôi phục tương đối chậm, các ninja vẫn là muốn dựa vào tự thân thể chất đến khôi phục trách ra. Gặp chiến đấu kết thúc, Tô Bạch cùng Hạ Tình Tuyết đi tới, có chút hiếu kỳ dò xét ngã trên mặt đất thiết giác dê. Dài mười mấy mét thiết giác dê tựa như một chiếc xe bít lật nghiêng lẳng lặng nằm trên mặt đất, toàn thân không có một khối cốt da thịt, chỉ có trên đỉnh đầu hai cái kim loại trạng góc còn tính hoàn chỉnh. Thật mạnh, đây mới thật sự là ma thú, thỏ tai dài cùng nó một lần đơn giản yếu phát nổ. Tô Bạch âm thầm dò xét trên đất ma thú, trung động trong lòng. Đây vẫn chỉ là dê cấp ma thú mà thôi, liền cần lý lỗi một cái trung nhẫn phối hợp trữ viễn loại này thâm niên hạ nhẫn đi qua hơn nửa giờ khổ chiến mới có thể săn giết. Cái kia mạnh hơn ma thú sẽ như thế nào đâu. Thiếp giác dê tại dê cấp ma thú bên trong thực lực chỉ có thể coi là trung thượng đẳng, cũng không phải là cấp cao nhất cái kia một loại. Tỷ như Tô Bạch ở căn cứ thành phố nhìn thấy cái kia thớt đen lân mã, mặc dù chủ yếu công năng là ninja gia dùng để thay đi bộ sử dụng, nhưng thực lực so với sắc cốc dê còn mạnh hơn. Hạ tình tuyết cũng tại hiếu kỳ dò xét, trước kia nàng chỉ ở trên bàn cơm gặp qua thiết giác dê, chân chính khoảng cách gần quan sát còn là lần đầu tiên. Thật mạnh đâu, không biết cái này một đầu ma thú muốn bán bao nhiêu tiền. Hạ tình tuyết thì thào nói nhỏ. Trữ viễn nếm qua một chút binh lương hoàng đi tới, cười nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bình thường chúng ta săn vết sắt chân dơi hình thể chỉ có khoảng 5 mét cao, chắc ra bất quá 300 thẻ đều bán được 200 triệu đồng liên bang, đầu này. Làm sao cũng muốn 500 triệu đi lên A. Như thế đáng tiền. Tô Bạch trong lòng giật mình. Khá lắm, ngắn mũi này nửa ngày không đến Lý Ca Ninja tiểu đội liền thu nhập 500 triệu. Cái này sau máy in ấn tiền còn nhanh hơn nhiều. Trữ viễn xuất ra một thanh xê cấp trắc ra truyền trang bị trường đao, đem thiết giác đầu dê bên trên vậy đối dài hơn 2 mét kim loại góc cắt xuống, ước lượng mấy lần nhìn về phía tô bạch cùng hạ tình tuyết. Thiết giác dê trên thân đáng giá nhất liền là đây đối với gốc, nó có thể dùng để chế trắc ra truyền trang bị, chiếm cứ toàn bộ giá trị 60%. Còn lại da thịt cũng đáng chút tiền, chỉ bất quá bây giờ sắc chân dê da lông bị chúng ta hủy, chỉ có thể bán thịt. Nói xong, hắn xuất ra một cái đại hào trữ vật quyển trục, đem trọn cái thiết giác dê thi thể phong ấn đi vào. Thứ này Tô Bạch tại Ninja tiệm tạp hóa bên trong gặp qua, một cái muốn bán 100.000 đồng liên bang, bên trong có 100 mét khối không gian, so với hắn mua cái chủng loại kia 10.000 đồng liên bang, 10 mét khối không gian trữ vật quyển trục đại gấp 10 lần. Trữ viễn đang đánh quét chiến trường, lý lỗi cùng miêu thu không chuyện làm đi tới, nhìn xem mặt tái nhật Tô Bạch hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao? làm sao một bộ mệt lã bộ dáng. Ha ha, tinh thần lực tiêu hao có chút lớn, là. Tô Bạch sờ lên cái mũi, còn chưa nói xong hạ tình tuyết liền tức giận vượt lên trước nôn hỏng bét. Mệt thôi, hắn đã thức tỉnh hai câu ngọc Saringan có thể phục chế nhẫn thuật, kết quả vừa rồi phục chế các ngươi hai cái nhẫn thuật cứ như vậy. Hạ tình tuyết phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, quán trách cho bọn hắn giải thích. Nàng cảm thấy Tô Bạch quá không yêu tiếc thân thể của mình rõ ràng là vừa thức tỉnh lại không kịp chờ đợi nghiền ép năng lực của mình để nàng lo lắng hỏng ba người vừa nghe hạ tình tuyết nói xong lập tức mở to hai mắt nhìn phục chế nhẫn thuật đây cũng quá biến thái a à? nhẫn thuật có bao nhiêu khó được mấy người thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đất chết khu sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy không phải là vì làm mấy quyển nhẫn thuật quyển trục sao tựa như lý lỗi lấy hắn hiện tại trắc ra rõ ràng đã có thể phóng thích b cấp thậm chí a cấp nhẫn thuật nhưng chính là chỉ có một cái c cấp phượng tiên hỏa thuật cùng một cái d cấp hào hỏa cầu vì sao còn không phải là bởi vì nhẫn thuật quá trân quý t tiểu tử ngươi thật đúng là để cho người ta hâm mộ a lý lỗi hít sâu một hơi trữ viễn thu hồi trường đao ngạc nhiên nói ngay cả ta lôi độn cũng có thể phục chế tiểu tử ngươi tu luyện ra loại thứ ba thuộc tính Miêu Thu cũng sợ hãi tháng phục, bất quá sợ hãi tháng phục qua đi bọn hắn đều có chút tiếc hận, bởi vì Tô Bạch nhất định là phù dung sớm nở tối tàn. Tại có thiên phú lại như thế nào? Còn sống thiên tài mới có thể tính thiên tài a. Nghĩ tới đây ba người thu hồi hâm mộ cảm xúc, khuyên bảo Tô Bạch vài câu, để hắn sau này tốt nhất vẫn là không cần tấp nập sử dụng sa gan. Tô Bạch cười gật đầu, hắn biết ba người là muốn tốt cho mình, dù sao lam tinh bên trên có được Saringan ninja hạ tràng đều tương đối thảm. Trữ viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, tình tuyết nha đầu nói đúng, tiểu tử ngươi cũng thật là, làm gì liều mạng như vậy. Muốn phục chế nhẫn thuật chờ ngươi khôi phục ta lại phóng thích một lần không phải. Tiểu viễn nói không sai, tô bạch ngươi quá nóng lòng. Lý lỗi cũng trách cứ, mọi người đã đều là một tiểu đội đồng đội, bạn nên giúp đỡ cho nhau, cho ngươi phóng thích một cái nhẫn thuật còn không phải tiện tay mà thôi sao. Cốt cốt các ngươi đều đừng nói nữa tô bạch mới ra trường học có thể là da mặt mỏng không có ý tứ cầu người a miêu thu lập tức hòa giải vì tô bạch giải thích hạ tình tuyết cũng gật đầu tô bạch nhìn xem đám người sinh lòng cảm động liên tiếp gật đầu cam đoan hắn may mắn mình bị trữ viễn mang đến quen biết tốt như vậy đồng đội mấy người trở về đến lão cứ điểm chỉnh đốn hôm nay thu hoạch đối với lý lỗi tiểu đội tới nói cũng là thu hoạch lớn Bọn hắn bình thường 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 đều muốn đi ra vài ngày mới có thể săn giết một đầu thiết giác dê, hôm nay bất quá mới nửa ngày liền kết thúc. Cái này khiến mấy người đối hạ tình tuyết bạch nhãn càng thêm coi trọng. Đương nhiên, còn có tô bạch. Hiện tại tô bạch đơn vòng nhẫn thuật là trong tiểu đội nhiều nhất. Chỉ bất quá trát ra thiếu một chút. Trời chiều như máu, nhụn đỏ mảng lớn chân trời, lý lỗi mang theo tiểu đội tất cả mọi người bước lên trở về. Hôm nay thu hoạch thật sự là quá lớn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng tiếu dung. Tô Bạch, ta lần thứ nhất bằng bản lãnh của mình kiếm tiền đâu. Hạ tình tuyết hì hì cười một tiếng, phi thường đắc ý hướng Tô Bạch khoe khoang. Nàng vì tiểu đội phụ trách điều tra lấy được 15% phân phối số định mức, tính được không sai biệt lắm có 7, 8 ngàn vạn. Mặc dù số tiền này đối với hạ tình tuyết tới nói cũng không tính là gì, cha mẹ của nàng mỗi lần tiện tay cho tiền của nàng đều không chỉ chừng này. Nhưng ý nghĩa khác biệt a. À, đây là nàng lần thứ nhất giống một cái ninja tại đất chết khu chiến đấu, thu hoạch. Tô bạch nhìn bên cạnh sinh động trong lòng cô bé buồn cười. Bảy, tám ngàn vạn liền vui vẻ thành dạng này. Vậy mình hôm nay thu hoạch bốn cái nhẫn thuật nói thế nào? Với lại trong đó ba cái vẫn là C cấp nhẫn thuật. Săn vết xong thiết giác dê sau mấy người trở về đến cấp giữ cổ xe cửa hàng mái nhà nghỉ ngơi một lát. Các loại tô bạch tinh thần lực khôi phục sau lý lỗi cùng trữ viễn lại, giáo, hắn hai cái nhẫn thuật theo thứ tự là trữ viễn c cấp nhẫn thuật lôi độn lôi hổ thông sát cùng lý lỗi dây cấp nhẫn thuật hỏa độn hào hỏa cầu lôi hổ thông sát nói là hổ nhưng thật ra là bắt chước động vật hình thái một cái chó cũng không phải là lão hổ bộ dáng tô bạch ẩn ẩn nhớ kỹ chiêu này tựa như là trong nguyên tắc kakashi nhẫn thuật phát động lúc đem lôi độn lực lượng tập trung ở trong lòng bàn tay chế tạo ra chó hình thái lôi độn sau đó từ thi thuật giả tự do khống chế cũng công kích địch nhân Quy lực rất mạnh, là Tô Bạch hiện tại công kích lực cao nhất nhẫn thuật. Lý lỗi hào hỏa cầu liền không cần nói nhiều, Phật hệ nhẫn thuật đều biết. Tô Bạch không nghĩ tới mình ngày đầu tiên đến đất chết khu liền có lớn như vậy thu hoạch, không chỉ có đạt được hai đầu giá trị 3-400 vạn đồng liên bang thỏ tai dài thi thể, càng là lập tức đạt được bốn cái nhẫn thuật. Theo hắn tại trên mạng tra được tin tức, một cái bình thường nhất C cấp nhẫn thuật đều muốn hơn trăm triệu đồng liên bang mà trữ viễn để hắn phỏng chế lôi độn nhẫn thuật giá trị càng là viễn siêu cái khác bốn loại. Theo trữ viễn nói, bí cảnh bên trong lôi độn nhẫn thuật sản xuất phi thường hiếm ít, không đủ cái khác nhẫn thuật một phần mười, điều này sẽ đưa đến lôi độn nhẫn thuật muốn so cái khác cùng loại hình nhẫn thuật quý gấp 4 năm lần, để hắn bắt đầu. Thường xuyên thầm mắng mình thức tỉnh cái gì thuộc tính không tốt nhất định phải thức tỉnh lôi độn. Đồng thời hắn cũng rất hâm mộ tô bạch thiên phú. Rõ ràng hơn nửa tháng trước trong trường học vừa đã thức tỉnh khí hậu song thuộc tính, bây giờ lại tu luyện ra loại thứ ba lôi động thuộc tính. Cái này khiến hắn cái này tại đất chết khu chém giết rất nhiều năm vẫn là đơn thuộc tính hạ những cảm giác thế giới đối với hắn tràn đầy ác ý. Ai, tô bạch, người nếu không phải Sharingan huyết kế ninja tốt biết bao nhiêu. Trữ viễn thở dài, Sharingan hắn thấy quá bá đạo, tô bạch tương lai đáng lo. Hắn đến bây giờ đều vẫn cho là tô bạch là một cái nghịch thiên yêu nghiệt trong khoảng thời gian ngắn liền làm đến cái khác ninja làm không được sự tình tu luyện thiên phú thứ hai nhưng hắn cũng không biết tô bạch lúc ấy năm cái thông thường thuộc tính đều đã thức tỉnh thiên phú của hắn không chỉ có không có mình nghĩ cao như vậy ngược lại rất kém cỏi kém đến ngay cả người bình thường cũng không bằng tô bạch cười cười không nói gì mình tình huống như thế nào mình rõ ràng để cho người ta hiểu lầm thiên tài liền hiểu lầm đi dù sao có hệ thống tại nói cứng hắn xác thực cũng là thiên tài một ngày học được bốn cái nhẫn thuật năm cái thông thường thuộc tính tăng thêm hy hữu âm thuộc tính trong tương lai thậm chí còn có thể mở ra dương thuộc tính đây không phải thiên tài là cái gì nghĩ đến mình thiên phú tô bạch khóe miệng lộ ra ý cười ánh mắt nhìn về phía trong đầu bảng chủ ký sinh tô bạch thuật thế thân thổ động, tâm trung trảm thủ chi thuật level ba bốn trăm mười lăm tám trăm Ma huyển nại lạc kiến chi thuật, level 3, 414 trên 800. Thuấn thân thuật, level 3, 402 trên 800. Hỏa động phượng tiên hỏa thuật, level 1, 101 trên 200. Hỏa động hào hỏa cầu thuật, level 1, 101 trên 200. Lôi động lôi xà, level 1, 101 trên 200. Lôi động lôi hổ thông sát, level 1, 101 trên 200. huyết kế giới hạn. Mangekyo Sharingan, Kamui, hai câu ngọc, hạ giai đoạn âm thuộc tính đạt tới level 7 mở ra. Rắc ra lượng, 9, 12, thẻ. Thổ thuộc tính, level 2, 206 trên 400. Thủy thuộc tính, level 0, 1 trên 100. Phong thuộc tính, level 0, 1 trên 100. Hỏa thuộc tính, level 0, 6 trên 100. Lôi thuộc tính, level 0, 5 trên 100. Âm thuộc tính, Level 5, 1603 trên 3200. Dương thuộc tính, level 0, 0 trên 100, chưa mở ra. Trước mắt có thể dùng điểm thuộc tính, không, mỗi ngày không điểm gia tăng một cái. Nhiệm vụ trước mặt làm lạnh bên trong, 25, 34, 58. Nhiệm vụ ngày mai liền đổi mới, chỉ mong tốt làm một điểm A. Tô Bạch lắc đầu, cùng hạ tình tuyết có một câu một một câu trò chuyện lên trời. Tại sắc trời hoàn toàn đen trước đó năm người rốt cục về tới Dương Thành căn cứ thành phố, Lý Lỗi vừa xuống xe liền lôi kéo mọi người đi tới người thợ săn công hội. Nơi này là cho các ninja tuyên bố nhiệm vụ cùng thu mua ma thú thi thể địa phương, vừa vào cửa bên trong sức liền để lần đầu tiên tới Tô Bạch cùng hạ tình tuyết ngẩn người. Đại sảnh so Tô Bạch kiếp trước xem thời cơ trận đều lớn rồi không biết nhiều lần, chỉ nhìn đỉnh chấp liền có 4, 500 mét cao, nơi cửa ngay phía trước bày biện một bộ chỉ còn xương cốt ma thú, nhìn không ra là cái gì. Nhưng này hơn 200 mét độ cao cùng một chút không nhìn thấy phần đuôi hình thể liền rung động thật sâu hai người. Thật lớn, đây là cái gì ma thú? Tô Bạch ngửa đầu nhìn cái này cho dù chết đi cũng y nguyên tồn tại không hiểu uy áp ma thú xương cốt thở dài. Lý lỗi cười ha ha, rung động A. Đây chính là A cấp ma thú liệt thiên hổ, năm đó vì săn giết nó công hội trọn vẹn xuất động 20 tên thượng nhẫn gia cùng liệt thiên hổ chém giết 3 ngày 3 đêm, đáng sợ chiến đấu dư ba để thiên địa đều vì dừng biến sắc, cái kia. Lý lỗi phản phất mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt cho hai người nói về cuộc chiến đấu kia, nghe Tô Bạch cùng hạ tình tuyết như si như say, năm người trong lúc nhất thời đứng tại liệt thiên hổ xương cốt trước thật lâu không có rời đi. Cuối cùng Miêu Thu thực sự không chịu nổi, trực tiếp đánh gãy hắn, đi đừng chém gió nữa, nào có người nói khoa trương như vậy. Lại nói ngươi lại không thấy, thổi cùng thật giống như không sai biệt lắm ha ha lý lỗi xấu hổ cười một tiếng loại này chiến đấu hắn một cái bình thường trung nhẫn nhưng tư cách quan sát hắn cũng là nghe người khác nói bất quá hắn mặc dù có khoác lác thành phần nhưng liệt thiên hổ cường đại lại là không thể nghi ngờ a cấp ma thú ngay cả vũ khí hạt nhân còn không sợ sao lại là hời hợt hạng người nghe qua lý lỗi giới thiệu năm người tới đại sảnh một góc chỗ một cái quầy phục vụ tướng mạo luôn vui vẻ phục vụ tiểu tỷ tỷ lập tức lễ phép hỏi thăm Mấy vị tiên sinh tiểu thư ngài khỏe chứ, xin hỏi các ngươi muốn làm nghiệp vụ gì? Bán ma thú, thiết giác dê cùng thỏ tai dài. Mau để cho ngụy tài tới, liền nói ta lý lỗi tới. Lý lỗi tùy tiện hướng cái kia ngồi xuống, nhìn lên đến đối với nơi này rất quen thuộc. Ngụy tài là cái này quầy phục vụ quản lý, cô bán hàng tỷ nghe xong lập tức cầm điện thoại lên thông tri. Chỉ chốc lát, một cái âu phục cách lĩnh, tuổi chừng 40 trung niên nhân cười đi tới, vừa thấy mặt liền cùng Lý Lỗi nhiệt tình chào hỏi. Ha ha Lý Huynh tới. Hoan nghênh hoan nghênh. Bớt nói nhiều lời, tính giá trị A. Lý Lỗi cho trữ viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái sau lập tức đem chứa thiết giác dê thi thể trữ vật quyển trục cho ngụy Tài. Ngụy Tài tiếp nhận quyển trục mở ra đem sau đưa tay để lên hướng bên trong thâu nhập một điểm trác ra, từ từ nhắm hai mắt cảm giác một hồi. Ân. Cao chừng 8 mét, Cốc dài 2 mét 4 tả hữu, tính ngươi 520 triệu A. Mở mắt ra, ngụy Tài nói ra một con số. Trữ vật quyển trục chỉ cần vào bên trong đưa vào trác ra liền có thể trong cảm giác có đồ vật gì, phi thường thuận tiện. Lý lỗi nghe xong cùng trữ viễn miêu thu hai người liếc nhau, hai người đối với hắn nhẹ gật đầu, lộ ra nhưng cái giá tiền này rất thích hợp. Không nói nhảm, lý lỗi trực tiếp để ngụy Tài đem tiền chuyển đến trong trương mục của hắn, nhìn về phía tô bạch lấy ra đi. Tốt. Tô Bạch đem chứa hai cái thỏ tai dài thi thể trữ vật quyển trục đặt ở trên quầy, Ngụy Tài cảm ứng một phen rồi nói ra, rất thường gặp thỏ tai dài, 390 vạn đi, chỉ nhiều không thiếu. Không sai biệt lắm, ngươi cho chuyển tiền a. À. Lý lỗi thay Tô Bạch nói ra, hắn biết cái sau là một cái tiểu bạch cái gì cũng đều không hiểu. Tốt, còn xin vị tiểu huynh đệ này đem tài khoản cho ta. Ngụy Tài cười nói, Tô bạch niệm một cái bình thường sử dụng tài khoản cái sau nghe xong nhíu mày liên bang tài khoản tiểu huynh đệ không phải chúng ta người thợ săn công người biết ân cái trương mục này không được nghe ngụy tài tô bạch nhíu mày không đương nhiên có thể ngụy tài cười cười nói tiếp chỉ bất quá dạng này ngươi có chút ăn thiệt thòi ăn thiệt thòi không sai gặp tô bạch là cái người mới ngụy tài bệnh nghề nghiệp phạm vào trực tiếp bắt đầu lượng người tiểu huynh đệ có chỗ không biết nếu như là chúng ta công sẽ tự mình thành viên hướng công sẽ bán ra đồ vật là có điểm cống hiến điểm cống hiến có thể thăng cấp hội viên đẳng cấp hội viên đẳng cấp chỗ tốt cũng không cần ta nói a à. đẳng cấp càng cao mua mua đồ tiện nghi nếu như là cao nhất cấp năm hội viên chật chật coi như phân hội trưởng gặp cũng muốn khách khí tại công hội nội bộ có rất lớn quyền lợi cho nên Tiểu huynh đệ phải chăng suy tính một chút gia nhập chúng ta người thợ săn công hội? Người mới nhập hội đều hữu lễ bao a?" À. Ngụy Tài cười híp mắt nói ra. "Gói quà." Tô Bạch một nghe hứng thú, vội vàng truy vấn. "Cái gì gói quà?" "Ha ha, cái này muốn nhìn thiên phú của ngươi. Công sẽ nhằm vào thiên phú khác biệt thành viên gói quà cũng khác biệt, cho nên ta cũng không nói được, lớn nhất gói quà giá trị 10 triệu đồng liên bang, nhỏ nhất gói quà cũng có 100 ngàn. Nhỏ nhất gói quà đều giá trị 100 ngàn Khá lắm, không hổ là toàn cầu lớn nhất hai cái công hội Thứ nhất, xuất thủ quả nhiên rộng rãi sai Tô Bạch sợ hải tháng phục Coi như dựa theo nhỏ nhất gói quà tính toán Một người 100 ngàn đồng liên bang Cái kia 10 ngàn người gia nhập liền là 1 tỷ A 1 tỷ đối với dạng này đại công hội có lẽ không nhiều Khả năng liền là một đầu dê cấp ma thú giá trị Thế nhưng là tại không nhiều cũng không chịu nổi nên gia nhiều A Toàn cầu ninja ít nhất có 50 triệu, liền xem như một phần 5 ninja vào ghiêu cũng là một cái thiên văn sổ tự. Đây là cấp thấp nhất gói quà. Trách không được trên mạng nói liền ngay cả chính phủ liên bang đều cầm hai cái này quái vật khổng lồ không thể làm gì, không nói những cái khác riêng này thực lực kinh tế liền không thể kinh thường. Bất quá tô bạch không có lập tức đồng ý, mà là nghĩ đến một cái khác không thua kém gì người thợ săn công hội quái vật khổng lồ, trấn thủ giả công hội không biết trấn thủ giả công hội có thể cho dạng gì nhập hội gói quà. Tô Bạch nghĩ thầm. Trữ viễn gặp hắn do dự, nói thẳng, Tô Bạch, gia nhập đi, người thợ săn công hội rất không tệ, công hội cao tầng phi thường coi trọng thiên tài ninh gia, đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất. Đúng, chữ huynh nói không sai, chúng ta công hội coi trọng nhất thiên tài, chỉ cần ngươi có thiên phú liền xem như phân hội trưởng cũng sẽ coi trọng ngươi. Ngụy tài ngay cả vội vàng khuyên nhủ. Đây là nghề nghiệp của hắn, vì công hội lôi kéo máu mới hắn có thể được đến chỗ tốt. Nếu như lôi kéo đến một cái kinh thế thiên tài. Hắn chỉ sợ tiền đồ đều sẽ cải biến. Tốt, ta nghe trữ ca. Tô Bạch gật đầu, Ngụy Tài lập tức cho hắn làm thủ tục. Thủ tục cũng đơn giản, Tô Bạch điền một trương bản khai sau Ngụy Tài đem hắn tin tức ghi vào công hội hệ thống coi như xong thành. Thiên phú bình phán vào ngày mai buổi sáng cử hành, Tô Bạch ngươi đêm nay có thể ở tại công hội cũng có thể đi trở về, tùy ngươi thuận tiện. Ngụy Tài nói xong, đem một viên kim sắc hình tròn huy chương cùng một bộ màu đen trong tay giao cho hắn. Cái này là công hội thành viên biểu tượng cùng có thể đổ bộ công hội nội bộ trang web điện thoại, xác nhận nhiệm vụ hoặc là tra tìm tin tức đều rất thuận tiện, ngươi có thể nhìn xem. Nhiệm vụ là người thợ săn công hội nền tảng, cũng là trọng yếu nhất nguồn kinh tế. Tô Bạch gật đầu, từ chối nhã nhặn ngụy tài lưu lại mình dừng chân suy nghĩ hạ tình tuyết gặp tô bạch gia nhập người thợ săn công hội cũng muốn gia nhập bất quá ngụy tài cũng không dám thu cười khổ một tiếng hạ tiểu thư vẫn là đi về hỏi hỏi ngài ý của phụ thân đi vạn nhất hạ tộc trưởng sinh khí tại hạ nhưng liền xong rồi rất hiển nhiên ngụy tài biết hạ tình tuyết tin tức kỳ thật cái này cũng bình thường dương thành lớn nhất huyết kế gia tộc tộc trưởng chi nữ chỉ sợ là cái có chút kiến thức người đều biết chỉ sợ phân hội trưởng gặp hạ hoàng tộc trưởng đều muốn lễ nhượng ba phần a ngụy tài nghĩ thầm rất rõ ràng hạ gia tại dương thành năng lượng thật lớn hạ tình tuyết bị cự tuyệt cũng không có để ý nàng biết chỉ cần mình mở miệng cha thân cái gì cũng biết đồng ý xong xuôi mọi chuyện cần thiết năm người đi ra người thợ săn công hội tại cửa ra vào ngừng lại tô bạch tình tuyết hai người mình trở về đi ba người chúng ta liền không trở về thị khu lý lỗi nói ra tô bạch cùng hạ tình tuyết gật đầu mấy người trên xe liền thương lượng qua hôm nay săn vết một cái so thực lực mạnh mẽ thiết giác dê lý lỗi cùng trữ viễn tiêu hao đều rất lớn tạm thời không đi đất chết khu nghỉ ngơi hai ngày lại nói tốt ta đi đây ân trên đường chú ý an toàn cùng mấy người bắt chuyện qua tô bạch cùng hạ tình tuyết quay người rời đi đường đi bên cạnh một nhà trong quán cà phê một người đầu trọc cũng đi theo hai người rời đi hạ gia hạ hoàng trong thư phòng hạ lăng cùng hắn ngồi đối diện nhau đại ca trên cơ bản chính là như vậy tình tuyết năng lực tiếp nhận rất mạnh ngoài dự liệu của ta đúng vậy a à, ta cũng không nghĩ tới bình thường cái kia sẽ chỉ nũng nịu tiểu nha đầu thế mà đã có thể đơn độc săn giết ma thú thời gian trôi qua thật là nhanh a à, phản phất huynh để chúng ta hai lúc trước vừa đi đất chết khu tình hình còn tại hôm qua a à. ta cảm thấy đại ca ngươi có lẽ có thể bồi dưỡng tình tuyết một cái tương lai nói không chừng sẽ là một cái tốt tộc trưởng cũng đừng tình tuyết nha đầu này cũng không thích gia tộc những này lạng sự, ta nhìn hạ du liền rất tốt, sát phạt quả đoán, thiên phú so ngươi ta còn cao hơn, là khối tộc trưởng tốt liệu. Hơn nữa lúc trước nếu không phải tiểu tử ngươi trốn tránh trách nhiệm rời nhà trốn đi, ta cũng không muốn làm tộc trưởng này, những năm này thực sự quá mệt mỏi a. À. Cho nên con của ngươi cũng nên thay ngươi trả nợ, qua mấy năm chờ hắn tấn thăng thượng nhẫn ninh gia liền để hắn kế thừa gia tộc, ta cũng tốt thanh nhàn thanh nhàn. Hạ Hoàng thở dài, Nữ Nhi biến hóa để hắn cảm thấy rất đại. Làm Dương thành lớn nhất huyết kế gia tộc, Hạ Hoàng cho tới bây giờ cũng đừng cầu hạ tình tuyết làm đến nhiều ưu tú. Chỉ cần nàng có thể an an ổn ổn bình an hạnh phúc là được rồi, lấy tự mình tài nguyên nữ nhi trưởng thành là thượng nhẫn niên gia là chuyện sớm hay muộn, căn bản vốn không cần nàng đi cố gắng. Với lại Hạ Hoàng cũng chưa từng có dự định qua để nữ nhi kế thừa gia tộc gánh nặng, hắn biết rõ nữ nhi tính cách, cũng rõ ràng tộc trưởng có bao nhiêu khó làm. Hạ Lăng nghe xong cười khổ một tiếng, ngay cả nói mình không đúng. Lúc trước hắn trẻ tuổi nóng tính, luôn muốn cùng hắn đồng đội đi đất chết khu cùng ma thú chém giết, qua khoái ý ân cừu tiêu giao thời gian, cho nên làm ra một chút trò cười. Không nói cái này. Hạ Lăng lập tức nói sang chuyện khác, lại nói Tô Bạch tiểu tử này thật sự là khiến ta kinh nha, một cái hạ nhẫn vậy mà mở ra hai câu ngọc gan tinh thần lực của hắn so bình thường ninja nhiều nhiều lắm. Hai câu ngọc Hạ Hoàng nghe xong cũng kinh ngạc một chút, bất quá lập tức lại lo lắng bắt đầu. Ai, còn chưa từng có ninja có thể gắn gượng qua ba câu ngọc Sharingan tác dụng phụ. Tiểu tử này thật là làm cho đầu ta đau, tình tuyết làm sao lại coi trọng hắn. Lúc trước hắn vừa nghe nói tô bạch đem hạ tình tuyết đùa giỡn, tại chỗ khí liền muốn tự mình đi trường học. Bất quá bận tâm nữ nhi tại trong đám bạn học hình tượng hắn nhịn xuống, dự định để hạ tình tuyết đường ca, con trai của hạ lăng hạ du đi giáo húng tô bạch kết quả hắn không nghĩ tới nữ nhi sau khi trở về thế mà để cho mình không cần quản lúc ấy hạ hoàng nhìn ra hạ tình tuyết ý tứ làm một cái nữ nhi khống hạ hoàng đối hạ tình tuyết ngoan ngoãn phục tùng nữ nhi chỉ cần mình vui vẻ coi như tương lai gả cho một cái một nghèo hai trắng người bình thường hắn cũng một ý kiến tự mình thiếu cái gì tiền dương thành dồi dào nhất địa vị tại dương thành ngoại trừ chính phủ liên bang cũng không có cái thứ hai thế lực dám cùng gia tộc xoay cổ tay niên gia vậy liền càng không cần phải nói gia tộc chính là không bao giờ thiếu niên gia nhưng kết quả hạ tình tuyết lại cho hắn ra đường nan đề người nói tình tuyết thích gì người không tốt làm sao hết lần này tới lần khác thích tô bạch cái này bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát thùng thuốc nổ hạ hoàng tức nghiến răng ngứa nhưng lại cầm tô bạch không có bất kỳ biện pháp nào Hắn nhìn ra được nữ nhi cũng ưa thích Tô Bạch. Hạ lan sờ lên đại quan đầu, cũng không biết nói thế nào. Tô Bạch nếu là một người bình thường, như vậy dựa vào hắn hạ gia tài nguyên chồng đến thượng nhẫn niên gia cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn thức tỉnh chính là gan thứ này tác dụng phụ căn bản là không có biện pháp giải quyết a. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.